bà Thái cũng có phát thông báo đậm mà. Đang chậm đó, đang chậm đó. Bà trưởng phát thông báo nhanh hơn nè. Hồi nãy tận mấy phút rồi mới thấy phát thông báo nè. Bà chia sẻ cái tay mới. Lên vô thử chị em mình ơi, cho view nó lên nhanh nhanh xíu nè, cố gắng mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng nguyên hàng đẹp hàng rẻ mà view chậm lên mệt lắm, lên lâu lắm. Ê nha, kiểm tra thử là mình đã chia sẻ hết chưa chị em mình ơi. Cách ly rồi. Cách ly à? Cách ly rồi. Chứ đi đâu mà để cách ly. Công ty này. Hả? Rồi lên nha. Đã xả ra rồi chị ơi. Đã xả ra rồi. Tối nay đồ nam đẹp nè. Đồ nam đồ nữ gì cũng đẹp hết. Chị em mình cố gắng vào là xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Cố gắng chia sẻ lên trang cá nhân và lên trên các hội nhóm dùng đi, để cho view nó cao cao lên xíu. View nó làng tràn tràn like lâu lắm. Like lâu nha, cố gắng vào like chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Rất là nhiều mã đẹp. Tối nay nhiều mã đẹp. Cả nam cả nữ nhé. Cả nam cả nữ. À lấy luôn mấy cái đôi dép vô bà. Nhờ xíu nữa sale online luôn. Còn mấy đôi bỏ ra sale mấy đôi dép luôn. Nha, tương tác lên đi chị em mình ơi. Nhúng nhảy kiểu gì cho view nó cao lên xíu. Nha, view lên chậm quá. Nè mà chờ để mà lên 100 view để like thì hơi khó. Em đã xả rồi chị ơi. Đã xả rồi. Thật sự nếu như này nè, chị em mình mà xác định mua hàng ấy, thì bao nhiêu khách như nhà em ở vô trong tới Sài Gòn, khách nhà em cọc tiền lại, em vẫn giữ hàng. Cái này là lý do không mong muốn. Em vẫn giữ hàng. Nhưng mà thôi chị em mình muốn không muốn giữ hàng thì thôi. Em xả ra chứ có sao đâu. Lên nha, lên nhanh đi chị em mình ơi. Vào xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Đẩy view lên tí xíu nữa. Khách nhà Nguyên bao nhiêu khách Sài Gòn? Bản hình như là cả hơn gần tháng rưỡi 2 tháng trời. Vẫn cọc tiền lại. Em vẫn giữ đơn. Rồi nha, em lên luôn chị em mình nha. Lên nhanh luôn. Lên nhanh luôn. Đồ nam, đồ nữ, cái gì cũng có hết. Mà toàn bộ là hàng đẹp thôi. Em lên nhanh nhá. Lên nhanh, lên nhanh. Đồ nam, đồ nữ lên chị em mình. Cho chị em mình cái màu đỏ trước. Tặng cái màu đỏ trước cho nó. Không biết cọc này sao gì. Tặng cái màu đỏ trước cho nó. Gọi là cho nó đỏ nhá. Cho nó nhanh nhá. Bán tặng nha. Nên là chị em mình vô xem like. Nhớ chia sẻ luôn dùng nguyên. Toàn bộ là hàng xịn sò như chị em mình đó. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. Cho mình sợ cái móc qua móc gỗ sao. Thôi cho mình sợ cái móc gỗ treo lên. Nhanh nha chị em mình vô like nhớ chia sẻ lên luôn dùng nguyên. Để sang hàng sale. Nha, sale cái màu đỏ trước cho nó đỏ nè. Còn một size L, size này size 62kg. Một cọc này toàn bộ là size L. Em sẽ lên sale nhanh luôn cho chị em mình luôn. Nha, cố gắng mỗi chị em mình vô xem like nhớ chia sẻ lên luôn dùng nguyên cho chị em mình ơi. Nó xịn sò lắm. Chị nào riêng cái nhãn, cái mã nào mà em sale ấy, mà chị nào không chia sẻ, bỏ tay nhá. Thật sự luôn á. Nó xịn sò lắm luôn. Nha, con này chắc sướng nhận hàng mà không sướng quay đầu luôn dùng nguyên này, quay cận luôn trẻ mình xem. Nha, cái này quay cận luôn cho trẻ mình xem. Đây. Đây hàng của nó nè.
nha. Cái nào size L, size 62 đổ về là chị em mình chốt ok. 62 đổ về nhé. Em bán cả tặng cho chị em một cặp này. Tặng màu đỏ nhé. Tặng màu đỏ có đúng một cặp là màu đỏ chứ không có nhiều đâu. Giá lên bán tặng. Nên là em sẽ chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Áo con mang lên sau cho em đang like cái này. Chị em mình tập trung hỏi cái này đi. Đừng hỏi con áo con đang mang từ từ từng mã nhé. Từ từ từng mã tập trung những con áo em đang bán tặng. Những con hàng, những cái hàng em đang like đi nha. Rồi đi đi luôn dùng cái mã này. Bán tặng nhé. Giá này giá bán tặng thôi. Ai chia sẻ con chốt một cọc thôi. Một cọc. Em bán tặng cho chị em mình giá tặng 19. Hàng này không phải hàng 120 ra lẽ là 120 một áo. Cái này chị em mình vào các shop hàng thể thao ấy. Con này cực kỳ đắt. Con này cực kỳ đắt, chắc cực đẹp luôn. Nhưng mà em có cái này tầm khoảng chục con size L. Size L, size 62 đổ về và tặng 19k. Em chỉ chốt lên cho những chị nào chia sẻ thôi. Ai không chia sẻ bỏ qua nha. Tặng 19k chỉ chốt cho những chị nào chia sẻ, chị nào không chia sẻ bỏ qua nha. Lên luôn dùng nguyên, cố gắng mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ mạnh tay lên luôn dùng đại view xíu chị ơi nha. View lên ít, view lên chậm quá. Tặng 19.000 nha, đúng một cọc này không có nhiều nên là chị em mình nhanh tay. Có chị Huyền Anh không chia sẻ nha, chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé nha. Tặng 19k chị em mình nhìn từ túi tiết này, toàn bộ là hàng xịn sò hết. Chúc cho ai chia sẻ thôi. 19 cho Nguyễn Quốc Thi nha. Chị nào mà tiết kiệm không chia sẻ bỏ qua hết những cái mã này. Chị nào mà lên comment rồi mà không chia sẻ em bỏ qua hết nha. Lên sau em cũng không chốt nữa nhá. Rồi ok. Tặng 19k. Không, mỗi chị chỉ một con thôi. Mỗi chị một con thôi. Cái này về em là cái giá này là em bán tặng thôi. Nhận hàng con này về chị em mình giật mình. Lục Tăng. Rồi nè. Chị nào lấy mã này lên luôn dùng còn 4 cái cuối cùng. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ bỏ qua. Chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé. Trai. Bé xù. Bé xù. Hoa hồng xanh phang. Hoa hồng xanh phang. Hoa hồng xanh phang. Rồi nhé. Rồi lên luôn dụng mã này còn 2 cái. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Hoa hồng xanh phang. Chốt cho ai chia sẻ thôi. Chị nào không chia sẻ không. Chia sẻ. Không, không, không. Cái này em chốt mỗi chị một cái thôi. Hà Nhi Hồng. Mỗi chị một cái thôi. Rồi còn cái cuối cùng. Còn cái cuối cùng. Nha. Phong Nguyễn. Còn cái cuối cùng cho chị Phong Nguyễn đúng không? Rồi ok chị Phong Nguyễn. Nguyên nói là cực kỳ rẻ luôn. Nên là chị em mình tranh thủ nha. Tối nay rất là nhiều món rẻ. Nhiều món rẻ. Dạ không chị ơi. Cái này em bán tặng thôi. Chứ còn không có cái giá nào. Hàng này chị em mình đi vào shop là hàng trăm mấy nghìn. Trăm mốt, trăm hai hàng xịn nha. Dòng này dòng xịn chứ không phải hàng xổm đâu. Dòng hàng xịn. Và chị em mình đi vào shop ít nhất là trăm mốt đến trăm hai chục nghìn một con. Có riêng cái áo không phải cái bộ đâu. Riêng cái áo không có cái bộ đâu nha. Rồi tiếp luôn dùng nguyên. Chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Chị lên sau. Rồi tiếp con áo đang mang. Đây sẽ đi. Tiếp con áo Quân đang mang. Bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Sao chị em mình 55, 57. Bán tặng hết. Đồ nam, đồ nữ, đồ à, không có đồ bé thôi. Đồ nam, đồ nữ, cái gì cũng có hết nha. Nam, nữ, tối nay cái gì cũng có. Chị em mình cố gắng mạnh tay lên luôn dùng nguyên nhé. Mạnh tay. Chị Khang Trang đã chia sẻ đâu mà bảo chia sẻ. Có chia sẻ đâu. Phan Thu Phương không chia sẻ. Ai có logo người chia sẻ nguyên chốt. Chị Ngọc Lành lấy sau rồi. Xíu sang những cái mã khác. Xíu sang những cái mã khác. Bảo hồi nãy không chia sẻ. Nha, xíu sang những cái mã khác. Rồi tiếp lên luôn dùng cái con áo đang mang. Và phông dài cái này nhá. Con này dòng Boris. Dòng Boris. Size dành cho những chị em mình đến. Cái này là bán tặng thôi. Cũng chốt cho chị nào chia sẻ. Chị nào không chia sẻ nguyên bỏ qua hết. Nha, cũng chốt cho chị nào chia sẻ. Size dành cho những chị em mình. Thậm chí 60kg chị em mình vẫn mang được. Ok con này. Thậm chí 60kg chị em mình vẫn mang ok con này nhé. Lên luôn dưỡng mã này là mã tặng cổ hồng đi. Tặng cổ hồng nhá. Giá này chuẩn luôn chị em mình là giá bán tặng. Phong này chị em mình tầm 55, 57. Thậm chí chị em mình 60 chị em mình gọn vẫn mang ok con này luôn. Em bán tặng luôn chị em mình con này với giá là 39.000. Hàng này là hàng nguyên đi 59.000. Hàng mà Boris cổ là em đi chị em mình 59.000 là gọi là giá rất là rẻ rồi. Cái này em bán tặng luôn cho chị em mình luôn. Giá 39.000 nha. Từng này con. Cứ chị nào có logo người chia sẻ em bán tặng. Chị nào không có logo người chia sẻ em bỏ qua hết nha. Giá này bán tặng. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Nga Nguyễn. Nha. Giá này là chốt cho chị nào chia sẻ nè. Nga Nguyễn. Không có gì thông báo à. Cho ai? Nga Nguyễn. Nga Nguyễn. Ngôi nhà nhỏ. Ôi chết, cho hết hồng rồi. Hết hồng rồi. Ok, còn có một cái hồng thôi. Có một cái hồng cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn là hết. Hết hồng. À Nguyễn Thị Thùy Tiên con áo đang mang nữa là hết. Hết hồng nhá. Có hai bên này. Ba cái màu hồng nữa.
Ok, ba cái màu hồng tặng 39.000. Chuẩn là giá bán tặng rồi nha. Đây là chị nào hẳn có logo người chia sẻ em chốt. Chị Nguyễn Minh My không chia sẻ. Chốt cái chị nào chia sẻ thôi. Thôi chị Hoa thấy không con? Hoa thấy không con? Kiều Trinh đã chia sẻ chưa? Từ từ, Kiều Trinh là Kiều Trinh nào cái đã? Kiều Trinh nào cái đã? Trời ơi, chị Kiều Trinh lên thông tin cho em nha, chốt cho ai chia sẻ thôi. Trần Thị Kim Thơm chia sẻ thì Thanh Hồng. Thanh Hồng, Hoa Héo, Thanh Hồng. Hoa Héo, Nguyệt Ánh Nguyễn à. Nguyệt Ánh Nguyễn rồi, đọc Nguyệt Ánh Nguyễn rồi. Rồi ok. Rồi ok nhá. Cho chị Lê Thoa Trần, ok Lê Thoa Trần luôn. Lê Thoa Trần, cái điện thoại đã có mô, cái điện thoại đã có mô có rồi chị ơi. Lê Thoa Trần. Lê Thoa Trần. Rồi ok nhá. Cổ trắng mình có hai, giá này toàn bộ giá bán tặng thôi. Nên là ai có logo người chia sẻ em chốt. Ai không có logo người chia sẻ bỏ qua cái điện thoại đó, điện thoại mới là sao? Điện thoại mua đó để kiểm tra em môi mà. Phải không? Phải ở Quảng Ngãi là em không bán nhé. Kiều Trinh mà Kiều Trinh ở Quảng Ngãi là em xin phép em không bán nha. Đấy, em kiểm tra mà Kiều Trinh Quảng Ngãi là em không bán. Chạy em xíu xíu. Kiều Trinh nữa hả? Không. Phải chị nào quân ở Đà Nẵng. Ok. Ok nha, em sợ chị Kiều Trinh kia thôi. Có rồi chị ơi, cho chị Kiều Trinh con này nè. Con áo đâu mà. Con nói cho Nguyễn Thị Thị Tiên rồi. Hết rồi. Thế chuyển qua màu khác. Em bị hố Kiều Trinh lần rồi, em sợ rồi. Cúp tay à. Chuyển qua màu khác. Chuyển qua màu khác nhé. Em sợ Kiều Trinh rồi. Nên là phải hỏi lại cho chắc. Bây giờ khách đổi hình đại diện liên tục. Cho màu khác xuống đi bán tặng. Cho màu khác. Trang qua câu hồi nãy bà dục cho ti ti mà. Ủa? Tự nhiên mẹ ôm lại chi rồi đó. Thế biết là vứt bay nó rồi cho màu khác xuống bán tặng đi. Cho màu khác xuống bán tặng. Ok chị, thôi chốt qua màu khác giùm em có hai con LV trắng. Hai con LV trắng, đổi qua màu khác nha. Đổi qua màu khác giùm em nha. Hai con LV trắng này em đi luôn chị, em tặng 39 gì. Đang like chị ơi. Chị ơi giờ đi like rồi chị. Rồi nha. Không lên đồ bé đâu chị ơi, tối nay em không lên đồ bé. Lên luôn những có hai con LV trắng. Không đẹp không chị. Chọn qua màu khác giùm em không biết. Không biết, không biết. Không biết nhá. Rồi chọn qua màu khác luôn giùm em, lên luôn giùm mã này. Có hai con màu trắng thôi. Tặng 39.000. Cho chị Kiều Trinh, đổ ơi chị Kiều Trinh. Chọn qua màu khác giùm em nha. Có hai con trắng thôi, chị nào lấy mã này lên mã trắng. 39.000 trắng, không thể nào đi nhập ra được cái giá hàng ba này nè. Đây là chị em mình tranh thủ còn con là về tặng 39.000. Giá này giá tặng 39.000 một cặp nữa thôi. Nha, em đây luôn chị em mình một cặp nữa thôi. Nha, là qua cái mã nè. Còn bộ giá này là giá em lên luôn chị em mình là giá bán tặng. Cho chị bé xù nữa một cái nữa là hết. Lên mã này mã chữ xanh. Chọn màu khác hết. Chọn màu khác giùm em. Trời ơi, ổng vứt qua mà không để em tưởng mà hốt ra hốt lên chưa hết. Nha, rồi lên cho mã này mã chữ xanh. Thằng 39. Giá này không phát hơi bị phí. Không phát hơi phí, cái này chị em mình mít chân váy cũng đẹp lắm. Con này chị em mít chân váy lên đẹp lắm. Nha, lên luôn dùng mã này mã LV xanh. LV xanh tặng 39. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi nha. Đây, ai không chia sẻ tiếc. Em nói thật sự luôn. Nha, chốt lên luôn dùng mã này mã chữ xanh. 39.000. Của nam chị ở xíu em lên. Nói thật sự tối nay rất là rẻ. Đồ nam rẻ, đồ nữ rẻ. Tối nay có không lên đồ bé thôi. Nha, lên luôn dưỡng mã chữ xanh. Từng này con chữ xanh. Đáng hết rồi nha. 39.000. Chị Trần Thị Kim Thoa những cái này không chia sẻ không chốt được đâu. Lưu ý, cái này em bán tặng mà. Toàn bộ cái gì giá bán tặng bao giờ cũng là giá bán lỗ. Nha, giá bán lỗ mà chị nào không chia sẻ bỏ qua hết. Nha, chốt lên luôn dưỡng mã này mã chữ xanh. Chốt mã chữ xanh luôn dùng nguyên nhé. 39.000 chữ xanh. 39.000 chữ xanh. Nha, tiếp nha. Rồi, tiếp cọc này cho chị em mình đi. Chữ tiếp. Xanh cho đàn lệ. Cứ chia sẻ, có logo người chia sẻ chốt. Rồi, lên con này. Ôi, cái này còn lẻ tẻ rồi. Lê tiếp đàn. Con này lẻ tẻ cái nhưng mà cực đẹp luôn chị em mình ơi. Nó xịn sò lắm. Từ từ chị em lên hết. Cái cọc này lẻ tẻ nè. Cọc này là lẻ tẻ nè, hàng lẻ nhưng mà toàn bộ là size nhỏ. Cái này chị em mình mua về cho con thôi. Tầm khoảng 55kg đổ về. 55kg đổ về, cái này toàn bộ cọc này là size nhỏ hết. Đây chị em mình nhìn. Hàng đủ xịn chưa? Chị ơi, chia sẻ có logo người chia sẻ công khai lên luôn giùm em đã. Toàn bộ là hàng xịn sò hết. Chị em mình nhìn túi tiếc là chị em mình đủ biết nhé. Con này, em đi luôn chị em mình nè.
chị em mình chia sẻ không công khai thì nó đâu có hiện lên được logo người chia sẻ đâu. Chửi xanh cho tí. Đâu có hiện lên logo người chia sẻ đâu. Thu Hiền. Chắc đã lắm chị em mình ơi. Thu Hiền G. Con này chắc đã lắm. Chắc đã lắm. Size tầm khoảng 55 độ về là chị em mình chốt ok. Tầm 55 độ về là chị em mình chốt đẹp nhá. Được chưa? 55 độ về thôi, cái này không có size to. Này, hàng quay cặn luôn cho chị em mình từ đường kim mũi chỉ. Chửi xanh cho Trang Khoa. Thì có size S, cái này size S tầm 55 độ về. Comment mã này là mã ngựa luôn, dùng cái ngựa trắng đi. Chốt mã ngựa trắng. Em đây luôn chị em mình con nè. Comment mã ngựa trắng nhé. Em đây luôn chị em mình con này giá 39.000. Từ từ. Tôi to dùng khách họ mua mà chia sẻ biết là sao? Là sao? To đùng. Tôi to đùng. To à. Không mua à. Tôi to đùng không mua hàng mà chia sẻ biết. Đấy, cảm ơn chị Bích ra. Bích gì quên nhảy mất tiền đấy, người ta không mua người ta cũng chia sẻ đấy, cái nam con thôi cho ti ti cho chị tội nghiệp hàng con không đẹp quay đầu, không đẹp quay đầu nha, cho chị Kiều Trinh con rồi còn con nữa thôi, cho chị Lục Tăng con 39.000 nha, đẹp lắm thật sự. Nhận hàng con này về dùng nguyên đi, nhận hàng về dùng nguyên nhé. Kiều Trinh con nào con ấy? Kiều Trinh. Rồi ok. Cái này có hai con phối này. À cái này có một con phối này. Một con phối hết ngựa trắng gì em mình nhá. Ok. Lên mã này. Comment mã phối đây quay cận luôn chị em mình thấy ngựa trắng rồi. Nè. Hàng xịn sò nha chị em mình ơi. Chắc đã lắm. Con này có một cái. Ngựa em hết lên mã phối. Phối nhá. Lên mã phối 39.000 luôn. Nó thật sự là không đủ tiền gì hết. Không đủ tiền gì hết. Phối quá rẻ luôn, có thằng con phối thôi. Có thằng con phối thôi. 39.000. Nhìn túi tiếc luôn dùng nguyên. Người trắng em hết, cái này có thằng con thôi. Cái này toàn bộ cặp này cặp phê S. Chắc miên man mỹ mãn như chị ông mà nói. Chắc miên man cái này vậy không? Không phải là 4 chiều, phải là 8 chiều ấy. Thực sự luôn ấy. Chiều nào nó cũng giãn hết, chắc này chị ông mà nói. Cái này chiều nào nó cũng giãn hết. Mấy chiều nào cái này phải là 8 chiều chứ không phải là 4 chiều đâu. Nha, lên luôn dùng mã này là mã S. S ngựa em hết rồi. S này 55 đổ về là chứ ok nha. Đáp cho Nguyễn Hữu Linh Sa đẹp lắm. Phát đi, không dễ gì có hàng nam. Không dễ gì có hàng nam nha. Ôi chà 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 chà. Đây 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 còn ngựa xe to này. Cũng 39 nha. 39.000 luôn. Ngựa này xe L. Ngựa này xe L. Cọc này là ngựa xe L. Nói giờ là em bóc trúng cái gì là em đi cái đó thôi nha. Bóc cái gì xe hàng đó là xe. Bóc cái gì xe cái đó thôi. Xe L xe 62 đổ về. Size L, size 62 đổ về, lên mã ngựa L, 39.000. Ngựa L 39, chị nào lấy ngựa L 39 lên ngựa L 39. Ngựa L, ngựa size L. 39.000, đẹp lắm. Miên mang 2 3 4 5 miên mang mỹ mãn luôn. 70 từ từ sẽ có những cái mã sau nha chị ơi. Sẽ có những cái mã sau. Lên mã ngựa size L. Nha, 39.000. Nè, những cái màu trắng thì chị em mình sẽ thấy được. Đường kim mũi chỉ nè. Này. Nga Võ lên thông tin nha, nha. Trinh Trinh. Nga Võ khách cũ phải, Trinh Đặng Trinh nhà, nè. À, Đặng Nhã Ca không chia Trinh sẻ. Trinh Trinh nè, Linh Linh nè, Đặng Nhã Ca luôn đi. Rồi ok, còn cái. Còn cái. Từ từ chị ơi, em coi thì có hay không. Nhưng mà nó xịn sò lắm, chị em mình mua đi. Thật sự con này, nó đẹp lắm luôn. Chị em mình chỉ cần nhìn túi tiếp mà chị em mình biết nè. Cái gì Lục Tăng có chưa? Chưa. Chưa có à? Ok, Lục Tăng nữa là hết. Lục Tăng nữa là hết. Giá này không thể đâu có được hết. Em đảm bảo một điều luôn nha. Không thể nào. Em đây chị em mình một cọc với giá 39.000 nữa thôi. Em đây chị em mình một cọc với giá 39.000 nữa thôi nha. Từng này con với giá 39 nữa chị em mình tranh thủ. À đây con nữa. Đây cọc nữa. Từng này con với giá 39 nữa thôi. Chị em mình tranh thủ đi. Đây size M. Size M nhá. Size M này anh chồng em 60kg à, 62kg anh vào mang vào ok luôn này. Này. Đẹp lắm. Chị tê tê tranh thủ mà phát nhận hàng cái này về miên man luôn. Đẹp lắm luôn ấy. Từ đường kim mũi chỉ mà chắc phải là 8 chiều. 8 chiều chứ không phải 4 chiều đâu. Nha, nó giãn nhiều sướng lắm luôn. Nha, lên luôn dùng mã này mã M. Riêng hai cọc này em đi chị em mình 39.000 nữa thôi. Nha, chị em mình tranh thủ nhá. Riêng cọc này nữa thôi, CM này. Mời cho Trinh Trinh. Ô, con cá rồi. Có hết có từng này cái CM. Xuân Thu chưa có. Còn được hai cái, hay còn được có một cái thôi. Còn được có một cá thôi. Có một cá thôi. Đặng Nhã Ca và TT nữa là hết. Đặng Nhã Ca và TT nữa là hết. Cái này mờ rồng vinh thôi.
Cái này cũng xây mờ rồi. Cái này bỏ riêng đi. Rồi lên luôn dùng cái này xây mờ luôn. Comment mã phối xây mờ có còn cái. Phối xây mờ có còn cái, chị nào lấy phối mờ. Phối mờ 39.000. Nhận hàng con này về chị em mình Nhật mình luôn 39.000. Làm sao mua được? Làm sao mua được với giá 39.000 nè chị em mình ơi. Một cọc này nữa thôi nhá. Một cọc này nữa thôi là em đi luôn chị em mình giá này nữa thôi nhá. Đẹp lắm, cái này có cả quần nam. Phối mờ cho Ti Ti. Có cả quần nam. Toàn bộ cái này là xây mờ luôn. Size 57 60 nhá. Size 57 đến 60 kg mang ok con này. Tin tưởng nguyên đi chị em mình ơi. Chị em mình chỉ cần chị nào mà sành hàng, chỉ cần nhìn sơ vô là đã biết đủ thấy hàng đẹp nhá. Sành hàng, nhìn thoáng qua là đã thấy hàng đẹp con này xây mờ. Xây mờ nhá. Xây mờ cho Ti Ti luôn. 1 2 3 4 5 con cho Ti Ti. 5 con cho Ti Ti. Cho chị Nga Võ. Nga Võ. Sang sang. Có sẽ có những cái kiểu khác cho chị Hà Kiều 2. Rồi. Văn Hoàng nữa là hết. Văn Hoàng nữa là hết. Nha, Văn Hoàng nữa là hết. Rồi ok, mua lại chị em mình xem một cọc Apollo nhé. Rồi sẽ qua chị em mình mã này tiếp. Nha. Giá này toàn bộ lên chị em mình giá bán tặng đấy. Nên là chị em mình tranh thủ. Lên cho chị em mình toàn bộ là giá bán tặng. Nên là chị em mình tranh thủ, mình có lên chị em mình mã này. Mã này chị em mình tranh thủ mà đặt. Không có nhiều nhá, riêng cái mã này không có nhiều. Từ từ. Chị có cái gì đâu? Có lên comment cái gì đâu? Có lên comment cái gì đâu? Nè. Xịn sò quần nam. Ố cái này còn màu đen nữa, hai màu à. Nó cho sở màu đen cũng đi. Cái này quần dài hay quần đùi đi? Quần dài. Quần dài, quần dài. Ố cho sở cọc màu đen, cái này còn cả màu đen nữa. Ố cho sở cọc màu đen đi. Quần đúng dài rồi. Nam này. Quần dài nam mà màu đen ấy, đỏ hết rồi. Trời ơi. Hàng này là hàng hai da cho chị em mình ơi. Phải hai da. Nó gần giống như là hàng xu ấy. Gần giống như là hàng xu. Mềm lắm nhưng mà mềm lắm. Nha lên luôn dùng mã quần nam. Cái này thì Nguyên có size đến 70kg. Cái nào Nguyên đọc tên là có nha. Cái nào Nguyên đang có size đến 70kg. Có màu đen ha. Nhớ có màu đen mà. Anh phải màu sáng không à. Cái màu này đi. Lên màu này đi. Em lên chị em mình con này. Phát nhanh nhé. Phát nhanh tay nhé. Từ M đến 2XL, chút đến 70 đi mang cho nó thông thả. Đây quay cặn luôn chị em mình ở trong này. Nhìn cái lưng quần luôn dùng Nguyên này. Được chưa, không có 70 độ lên. Con này không có 70 độ lên luôn dùng Nguyên nha. Được chưa, từ từ. Đát hai màu size 70. Cái nào chị ơi? Cái này em đang có hàng màu nè. Đang có hàng màu nè. Đẹp lắm luôn, hàng này là hàng hai da. Nha, hàng hai da, mang cái này không xù. Từ từ, mờ trắng thế không 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 thấy comment của chị chị ơi. Nha, lên luôn dùng mã quần nam. Túi tiết nè. Chị em mình nhìn đường kia mũi chỉ luôn dùng Nguyên xịn sò. Lên cho em cái size, bóc cái này cái size đi ba. Áo tím từ từ. Nha, M, L. Hình như có S nè, S, M, L. XL và 2XL. Túi cực kỳ sau luôn. S, M, L, XL và 2XL nha chị em mình nhá. Xịn sò lắm. Em đi luôn chị em mình con này nè. Em đi luôn chị em mình con này. Chốt lên luôn dùng cái mã này là mã quần. Kèm size đi, chị em mình kèm số ký luôn dùng Nguyên là ok. Chị em mình nhìn cái túi này. Bỏ cái điện thoại mới tới chỗ này thôi nè. Xin sao lắm à. Từ 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 chờ em xíu. Không, cái này ba ghi lại đi. Ba ghi lại đi, cái giờ sai số này ba không ấy đâu. Lên luôn dùng mã này, mã quần nam. Từ từ, kêu tối nay không like mà. Không like nhưng mà vỡ kế hoạch. Vỡ kế hoạch. Vỡ kèo. Vỡ kèo nên là vẫn like bình thường. Có người bị vỡ kèo. Em đi luôn trẻ mình con nè. Nha. 70kg. Ba cái này ba chốt đi. Em đi luôn trẻ mình con này bao nhiêu tiền? Lên mã quần nam. Nó giống như là quần su luôn rồi. Hôm giờ em đang thấy quần con này chứ chưa thấy con màu đen. Hồi nãy chụp màu gì ta? Thấy màu này đi. Chỗ mỗi màu này thôi. Hiện tại em có mỗi màu này. Bẻ kèo rồi. Em đi luôn trẻ mình con này bao nhiêu tiền trời? Đi bao nhiêu tiền là được? Em đi trẻ mình con này 75.000 đi. 75.000 nhá. Đẹp lắm, chị em mình tranh thủ mua này. Nguyên nói là hàng này là đã được giá sale. Đã được giá hàng sale là ngang như là nửa giá bình thường. Chứ còn mà bình thường nếu như mà hàng này mà đúng hà nhập là đi nhập vô là không có giá 75.000. Lưu ý luôn dùng Nguyên nhá, hàng này hàng sỉ trên trăm mấy nghìn nếu giá bình thường không được giá sale. Nên là chị em mình tranh thủ nhá. Nếu như mà giá bình thường không được giá sale thì giá của nó là trên trăm mấy nghìn một con rồi. Cái hàng này là chuyên trong các shop hàng thể thao ấy. Nó cực kỳ đắt. Có chị ơi.
nha chị em mình cứ lên lưu giữ mã này, mã quần nam nhé. Quần nam kèm đóng cửa lại, quần nam kèm luôn dùng cái số ký chị em mình nó phát liền không có màu đen, ok nhé, không có màu đen đến 70 ký đến 2XL. Nhưng mà chị nào lên trước có size trước nhé, hàng nó không có đầy đủ, số lượng nó rất là ít nha, số lượng có rất là ít, nên là chị em mình tranh thủ lên luôn những mã quần nam kèm luôn dùng những số ký này. Quần nam kèm số ký, thấy chị em mình thấy cái túi này chị em mình đủ ghiền rồi, thấy ghiền nhất cái túi này chị em mình nhìn này. À đây quay cận luôn chị em mình nhìn ở trong nè, may ở trong của nó này, được chưa? Lên mã quần nam, ống bao nhỏ thôi, bao nhỏ thôi, đẹp lắm, đẹp lắm. Chị em mình mua con này đi, này quay cận như thế này chị em mình biết là hàng đẹp rồi nha. Về đừng có nói chồng là em mua con này 75.000 nha. Đấy, đừng có nói là con này 75.000. Hàng này trong các shop mà đồ thể thao nam thì nó rất là đắt, rất là đắt, ok nhé. Chị em mình cứ lên luôn dưỡng mã này, mã quần nam từ túi tiết luôn nè, bỏ lại cho chị em mình xem này. Nó sâu cực kỳ luôn. Đấy, sướng nhất là hai cái túi này đây, sướng nhất là hai cái túi này này, đây này, túi nó mới tới đây rồi này, sâu lắm. Mỹ Trinh vợ có rồi nha, đến 70 ký nhé, đến 70 ký. Đây tình ngô đang chốt, tình ngô đang chốt, chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên nhé, chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên, tình ngô đang chốt và chị nào lên trước thì là sẽ soạn được size trước nhá. Riêng cái này chị nào mà lên trước là soạn được size trước, vì là cái này nó cũng lẻ tẻ size ra rồi chứ cũng không có đầy đủ nguyên ri nha, không có đầy đủ nguyên ri nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên đi, không đầy đủ nguyên ri đấy. Chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng mã quần thể thao, à quên lộn, lên mã nam luôn dùng kèm số ký là ok, lên mã nam kèm số ký là ok luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Chốt lên nam kèm số ký, nam kèm số ký, nam kèm số ký, nam kèm số ký nhé chị em mình nhé, nam kèm số ký. Rồi lên tiếp cho chị em mã cổ tròn, cổ tròn rồi lên bolo sau nhé. Đây cho chị em mình cộng này, cái này có 2 cộng, hiện tại thì chưa thấy xây nhỏ, cái này hiện tại thì chưa thấy xây nhỏ nào ở đâu hết, nó có ít lắm nha, nó chỉ có L, XL và 2XL, cái này có 3 cọc thôi, L, XL và 2XL nhé. Ủa Hà Kiều sao mà loạn thế? Chị em mình cứ lên đi, tình ngô đang chốt, tình ngô đang chốt nhá, chứ lên luôn dùng mã này là mã quần nam, kèm luôn dùng em số ký là ok, quần nam kèm số ký là ok luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi nha. Rồi tiếp con này, từ từ. À, áo nam kêu có màu khác không? Có em đang lên. Cái này em đang lên. Em đang lên quần nam, à, đang lên áo nam, chị nào lấy chốt. Nha, từ từ em lên cho chị em từng màu, nó không có nhiều đâu. Thì hàng này cũng là hàng theo đợt. Rồi nha, chị nào lấy quần nam lên quần nam đến 70 ký đó. Đến 70 ký. Nha, chị em mình cứ lên cho nguyên kèm số ký, lên một lần thôi, tình ngô đang chốt chị em mình lấy một lần là được nhé. Tình ngô đang chốt và sẽ soạn size từ trên xuống dưới. Còn nếu chị em mình không chốt được thì ngày mai con sẽ up lên cái mẫu này để chốt cho nó dễ. Sẽ up lên cái mẫu này nha, em còn được tầm vài 2 đến 3 trong quần, không có nhiều. 2 đến 3 trong quần cho cái quần này thôi, không có nhiều. Ok nha. Ok chị Hà thì là 70 ký. 70 ký. 70. Nhá, bao nhiêu tới đâu? Rồi em qua nhé, em qua cái mã quần nam đó, chị nào chưa có quần nam thì lên quần nam. Và chịu khó là khách mới kèm luôn cả thông tin cho em. Em đang lên áo nam đây, khách mới kèm cả thông tin trên like cho em nha. Phải có thông tin nha chị em mình ơi, không có thông tin là bó tay luôn ấy. Ok, giờ em lên áo nam đây. Giờ em lên áo nam đây. Rồi tiếp nha. Cái này Nguyên đang có size L, size XL và size 2X. L tầm 62, XL là 65-68 nha, và 2X cho các anh nam nào dưới 75. Ok, đang chốt dưới 75, dưới 75 nha. Lên nhanh cái mã này đi chị em mình, con này cũng rất là rẻ luôn, con này cũng rất là rẻ luôn. Đây, quay cận luôn cho chị em mình coi, cái này cũng có chụp cận chắc cho chị em mình xem rồi nè. Đây, cái này cũng có chụp cận chắc cho chị em mình xem rồi nhé. Em lên luôn chị em mình mã này nha, có ít lắm. Mà một cọc CL, một cọc CL, một cọc XL và cọc 2X thôi nha, là mỗi mẫu tầm, mỗi màu tầm khoảng, mỗi size tầm khoảng 10 con thôi, mỗi size tầm 20 con, mỗi size 20 con thôi, không có nhiều nhé. Ok, quần nam thì chị em mình cứ lên luôn dùng nguyên đi nha, chị em mình cứ lên quần nam. Cái này có một L, XL và 2XL, từ từ
nha, từ từ để lên giá đi chị em mình ơi. Là em lên chị em mình trăm mấy nghìn ra. Em lên giá luôn. Từ từ coi lại quần nam em mới vô chẳng thấy thông báo. Không biết Facebook mấy bữa nay nó bị cái vấn đề gì. Em up lên trước rồi đó chứ. Em đọc lại cái size này, L tầm khoảng 62. 62 kg và XL tầm 65 đến 68 kg và 2XL đến 75 kg. Quay đầu là chứ ok dùng nguyên nhé. Ba size. Ba size. Size số điện thoại gửi lại cho chị với nha. Mai chị gọi qua luôn giùm em này. Mai gọi giùm em. Cái này không có 55 kg rồi chị ơi. 55 kg không có màu đen này rồi. 55 kg sẽ không có màu đen này nhá. Rồi nha, em đi luôn chị em mình con này. 55 kg sẽ không có màu đen. Cái này em chốt luôn nha. Cái này em chốt luôn chị em mình trên live luôn. Cái này không có nhiều để mà chốt đơn sau đâu. Ngô thì bắp lên không tin. Lên size L dùng nguyên trước đi chị em mình cho nó dễ. Lên hết từng size cho nó dễ nhá. 20 con size L. Từ từ em lên chị em mình từng size cho nó dễ nhá. Lên từng size cho chị em mình cho nó dễ nha. Lên size L luôn dùng nguyên trước đã chị em mình không. Từ từ nhá, 85 cái không vừa. Từ từ chờ em tiếp. Lên size L trước dùng nguyên đại chị em mình nhá. Lên mã đen size L. Đen L em lên chị em từng size cho nó dễ nhá. Tại vì cái hàng đấy không có nhiều em lên luôn hẳn trên live luôn nha. Lên luôn dùng nguyên cái này. Size L trước nha. Size L. Cho mình sợ cái bút này. Size L là size 62 đổ về thôi. Em lên từng size. Em đi luôn chị em mình con này với giá 55.000. Rẻ chưa? 55.000 lên size L dùng nguyên trước đã. Nha, chốt size L cho chị Phượng Ngô này. Phượng Ngô này. Phượng Ngô em lên từng màu mà phát mỗi màu mỗi cái đi. Em nói thật sự luôn ấy. Mỗi màu mỗi cái đi. Cho chị Mỹ Trinh Võ này. Mỹ Trinh Võ này. Ti Ti có 5 con rồi chị ơi. 55.000. Mỹ Trinh Võ rồi ok. XL từ từ chờ em xíu chị em mình lên size L, em chốt cho chị em size L đã. Nha, cho chị Thảo Phạm lên thông tin cho em nhé. Thảo Phạm lên thông tin trên live giùm em chị ơi. 55.000 thì không có giá nào không mua. Phát luôn mỗi con mỗi màu con cho chồng. Cho chị Mỹ Trinh Võ này. Mỹ Trinh Võ có rồi này. Cho chị Lê Thị Phương Uyên này. Phương Uyên này. 55.000 này. 55.000 này. Cho chị Nhiên An này. Size L từ từ em xíu em lên hết size L size. Hết lên size L rồi xong lên XL nhé. Cho chị Nhiên An này. Nhiên An này. 55.000 này. 55.000 này. Cho chị Lê Trương này. Lê Trương này. Lê Trương này. Rồi ok. Chị nào lấy size L lên size L. Size dành cho những anh nam nào. 62 đổ về là chị em cho ok nhá. 62 đổ về là chị em mình lên ok con này. Rồi ok nhá, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. Rồi ok em lên luôn chị em mình cắt size. Đây có tình Ngô ghi rồi em sẽ lên chị em mình cắt size. Đây màu đen. Lên đen luôn dùng nguyên nhá. Đen size L cho chị Võ Ngọc Anh. Đen size L cho chị Võ Ngọc Anh. L, XL và 2XL. Đây. Rồi lên size lại cho em đi chị em mình nói. Chị em này giờ chị em mình lên 1, 55, 2, 3, 4, 5 cho TT này. 5 cho TT này. 5 cho TT này. Rồi XL chị Lục Tăng. XL Lục Tăng. XL cho Nguyệt Ánh Nguyễn này. XL chị Huệ Kim này. Huệ Kim chị TT có rồi. Huệ Kim này. Huệ Kim này. XL chị Trần Dung này. 55.000 luôn. Rẻ sợ luôn. Cho Trần Dung này. 2X cho chị Kiều Trinh này. Kiều Trinh này. XL cho Bích Liên Võ này. XL cho Đặng Mỹ Diệu này. Đặng Mỹ Diệu này. Đặng Mỹ Diệu này. 2X cho chị Cô Râm Nguyễn này. XL là 65-68 kg nha. 65-68 kg. Còn mà size 1 size 2X là đến 75 kg nhá. Đến 75 kg. Tới ai rồi? Cô Râm Nguyễn. Cô Rung Nguyễn là 2X, có chưa? Chưa. Cô Rung Nguyễn 2X, Kiều Trinh có rồi nè. Cho chị Nguyễn Thủy 1X nè. Nguyễn Thủy 1X nè. 2X cho chị Dung Nguyễn nè. 55.000. 2X cho Dung Nguyễn nè. 2X cho Lục Tăng nè. Lục Tăng nè. 1X cho Hà Nhi Hồng nè. Lục Tăng đã có rồi mà. Lục Tăng có rồi. Thế 1X cho Hà Nhi Hồng nè. 1X cho Lê Nguyễn Huyền Hăng này. 2X cho chị Hà Kiều này. 2X cho Hà Kiều quen. 2X cho bà Ti Ti chưa quen. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 con này cho Ti Ti này. 5 con này cho Ti Ti này. Hà Kiều có rồi đúng không? 2X cho Nguyễn Minh Vi này. 2X cho Nguyễn Minh Vi này. 2X cho Diễm Nguyễn này.
chị Nguyễn này, cho chị Hằng Trần 1x này, Hằng Trần 1x này, Khang Trang 2x này, Khang Trang 2x này, Pha Lê 1x này, Pha Lê 1x này, Đẹp Trai Rio 2x này, Đẹp Trai Rio 2x này, Radio 2X này. Lục Tăng có rồi. Lục Tăng có rồi nhá. XL rồi ta. À XL. XL cho chị Nguyễn Huệ này hết 2X nhá. Nguyễn Huệ này. Rồi ok, còn một con 1X. Đang lên đấu phong. Hết 2X rồi chị ơi. Hết 2X nhá. Hết 2X rồi nha. Còn xây chị TT có rồi. Hết 2X rồi. Em còn mỗi xây XL. XL và xây 1X thôi. Cái này 1X cho chị Hường Nguyễn. Hường Nguyễn. Hường Nguyễn. Các chị nào xây L nữa không? Còn xây L thôi. Còn một xây L. Hả? Còn một cái xây 2X à? Mày trên vỏ có rồi đúng không? Trên vỏ chưa. Thế mày trên vỏ đi. Rồi còn một xây L, xây 62 đủ không? À. Ừ, mày trên vỏ. Cho chị Nguyễn Huệ. Rồi ok. Nguyễn Huệ. Ok, em còn một xây L thôi. Nguyễn Huệ có rồi. Nguyễn Huệ xây L mà. Hả? Nguyễn xây L mà. Cái nãy con có Nguyễn Hệ mới ghi ra Nguyễn Hệ mà. Còn mỗi xây L thôi. Xây 62 đổ về là chị em một chút ok. Ok, thế em còn 3 cái xây L. 62 đổ về nhá. Cái này cũng quá rẻ luôn. Nên là chị em mình tranh thủ xíu nữa. Lên chị em mình một mã quần. Quần 2 da mà quần lỡ nữa. Quần lửng ấy. Quần hết 1X rồi chị à, chuyển qua màu khác nhá. Hết 1X rồi chị ơi. Em còn mấy cái xây L thôi. Còn 3 cái xây L thôi. Còn 3 cái CL thôi. Nha, chị nào lấy cái mã đó thì lên luôn dùng nguyên nhé. Còn 3 cái CL thôi. Hết 1X rồi. Hết 1X rồi. Cái màu xám, màu đẹp đẹp. Nguyễn Nguyễn dặn nó ở đâu rồi hè. Chụp xong cái nó đi đâu mất tiêu rồi. Đâu? Đó là quần à. Cái áo ấy, cái áo polo này nè. Áo cái 6 này nè. Áo cái 6 có một cái xám đẹp đẹp ấy. Có màu xám đẹp đẹp nữa mà chụp xong bây giờ nó ở đâu rồi. Một cái à. Đây. Nhưng mà xây mờ rồi, Diễm ơi. Xây XL này, 2XL này. Thôi, tới này không có rinh nè. Ôi, Diễm ơi, xây mờ rồi nha. Xây dưới 60. Hả, bao nhiêu? 55.000. Con này xây dưới 60 thôi. Hắn xây bao nhiêu? Hắn xây 6, xây 2XL. 2XL đó kìa. Đâu? Ủa, 2XL cái này chưa cho Diễm Nguyễn một cái. Để cho hắn ha. Diễm Nguyễn một cái. Có một cái đó, có cái. 6M cho Trinh Trinh. 6M Trinh Trinh, 6M cho Ly Trương. Trinh Trinh, Ly Trương. Không, chị lên sau, hết rồi. Trinh Trinh, Ly Trương à. Trinh, Ly Trương, chị lên sau, hết size rồi chị ơi. Cái này hàng rẻ thẻ size đâu còn đủ. 6M cho Nguyễn Hữu lên xa. Sau lại có túi, Nguyễn Hữu lên xa. Xám đang có không có 2X nhé. Lên mã xám, xây M thôi. Cho chị Võ Ngọc Anh. Võ Ngọc Anh. Còn 2 cái. Còn 2 cái xây M thôi. Thanh Tùng Đỗ. Ok chị Kiều Trinh. Kiều Trinh nữa là hết xám. Kiều Trinh nữa là hết xám. Kiều Trinh nữa là hết xám nhé. Nói chung là đang lẻ tẻ linh tinh màu lắm. Nên là cái này 2X này. Cọc này 2X này. Lên mã xanh. Xanh 2X có đúng một cọc này. Mã này đúng 2X thôi. Màu này có mỗi 2X thôi. Xám hết rồi nhé. Màu này có mỗi 2X thôi. Nha, lên luôn những mã xanh 2X trước nguyên này. Xanh 2X nhé. Xám em hết rồi. Xanh. Xanh 2X dùng nguyên nha chị em mình ơi. Comment mã xanh 2X. Xanh cho chị Anh Trần. Anh Trần nè ba. Cho chị Khang Trang. Cọc này còn 2X. Đến 75 cái. Anh. A nhờ anh. À, Khang Trang nè. Rồi ok chị nào. Từ từ. Mũi chị cũng hết à. Thế chị lên sau chứ. Chị lên sau chứ. Xanh 2X thôi. Nha, xanh này có mỗi 2X thôi. Chị nào lấy xanh 2X comment lên luôn dùng nguyên xanh 2X này. Xanh 75, 6 hết rồi nhé. 6 hết xây mờ. Diễm Nguyễn, cái này Diễm Nguyễn đầu tiên. Diễm Nguyễn. Xanh 2X cho chị Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ. Ngô Thị Bắp nè. Ngô Thị Bắp lên thông tin cho em. Lên thông tin trên live cho em đã chờ chốt vậy. Nha, không có thông tin trên live là em bỏ qua. Nha, cố gắng cho chị Dung Nguyễn nè. Lên cả thông tin trên live cho em nhé. Mỹ Trinh Võ có rồi. Rồi ok. Nha, cho chị Phúc An Hà. Nguyễn Minh Vi. Nguyễn Minh Vi, Thúy Trinh Đặng,
thế trên đàn. Rồi ok. Nha, chị nào còn 4 cái. Nè, lên luôn những này. Nguyễn Minh Vy có rồi, còn 4 cái size là đến 75 cái mang ok luôn nha. Chị ơi, Ngô Thị Bắp lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Khách mới lên cả địa chỉ trên live cho em, chị Mỹ Trinh bỏ có rồi chị ơi. Thế chị Vy Thục lên con. Vy Thục lên con. 55.000. Đây, Ngô Thị Bắp. Ngô Thị Bắp đi. Ngô Thị Bắp rồi Vy Thục lên. Em còn 2 con size 2X nha, chị nào lấy xanh 2X chốt lên luôn dùng nguyên cho chị em mình không? Xanh 2X nha, chị nào lấy xanh 2X comment lên xanh 2X luôn dùng nguyên. Comment lên mã xanh 2X. Mã này của toàn rồi. Tôi có xanh size L nữa. Xanh size L, size 62 đổ về. Ok. Có 1 con đấy có size XL. Tính chừa lại rồi. Xanh 2X cho chị Nguyễn Cherry. Nguyễn Cherry. Xanh chị cô Rung Nguyễn ở núi Thành mà gần cái chị gần gần chết ở núi Thành sao gần em được, núi Thành là nãy nè gần chết luôn ấy. Rồi nha, xanh lờ cho Lê Thùy xanh 62 đổ về lên xanh lờ, xanh lờ cho Lê Thùy nha. Chị nào lấy xanh comment xanh đây. Ê con này nhá, khỏi cần mở ra nữa nhá. Xanh cho Kim Quyên, xanh chị Kim Quyên, xanh cho Kim Quyên. Rồi ok, chị nào lấy xanh L tầm 62 đổ về là chốt ok nhé. 62 đổ về nhá. Chị nào lấy xanh xay L lên xanh xay L 62 đổ về là chốt đẹp. Ôi 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 ôi. Có 2 con xám xay L. Có 2 con xám xay L lọt vô đai. 2 con màu xám xay L. Hồi nãy chị nào chưa có xám xay L lên xám xay L. Màu nãy giờ vẫn chưa lên xám xay L. Nè, xám xay L có 2 con. Xay L cho Châu An Nguyễn. Xanh L cho Hà Tài. Xanh lờ cho Hà Tài. Em có 2 con màu xám xay lờ thôi. Chị nào lấy xám xay lờ chốt lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Xanh xay lờ cho An Nguyễn có rồi. Xám lờ cho chị Hoa Đòn. Xám lờ cho Lê Thì là hết. Có 2 con xám lờ thôi nha. Lê Thì và Hoa Đòn. Lê Thì, Hoa Đòn 55.000 nhé. Hết xám lờ. Mạng nhà chị xưng thôi chậm quá. Em còn xanh xay lờ nha. Xanh này hơi bị rộng, phải lấy xay mờ thôi nha. Chứ còn cái này 62 không? 62 kg đổ về là mang xay L. Tầm 65, 68 đổ về là lấy XL. Và tầm khoảng dưới 75 là chị em lấy 2X nhá. Xám hết 2X rồi. Nha chị nào lấy xanh. Xanh 1, à quên lộn, xanh xay L. Xanh xay L hết 61 L. Xanh L Nguyễn Thị. Xanh L Nguyễn Thị. Chị Lê Thị có rồi nhá. Cho An Nguyễn có rồi. Còn xanh thôi. Còn xanh xay L thôi. Chị nào lấy xanh L lên xanh L. Chị Hà Tài ơi, chốt chuẩn cho em đi. Chốt chuẩn cho em đi. Đừng có chốt trên xong ở dưới vậy, đừng lấy cái này, đừng lấy cái kia mệt lắm. Nha, lên mã xanh size L luôn dùng đi. Nha chị em mình mà cứ chốt soạn qua soạn về, em không chốt, không dám chốt nữa đâu ấy. Thấy chốt xong cái đổi tới đổi lui mệt lắm. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên còn xanh size L thôi. Còn mỗi xanh size L thôi. Lên đen dùng nguyên này chị em mình nè. Đen này size L. Ôi đen này, cặp này lộn xộn rồi. Cặp này lộn xộn rồi. XL. Đen này 2X này. Đen 2X này. Rồi lên mã đen dùng nguyên nhá. Đen 2X. Không có chị ơi. Tím nhưng mà xanh đâu. Lên mã đen dùng nguyên. Comment mã đen luôn giúp nguyên cho chị em mình ơi. Đen dùng nguyên size 2X. Đen size 2X luôn dùng nguyên nhá. 55.000. Cổ tròn xíu em lên lại sao chị ơi. Cổ tròn chị giờ chờ em xíu nha. Em đứng đây em bóc cái gì em xem cái đó thôi nha. Lên cho chị Lục Tăng con. Lên mã này là mã đen 2X cho chị Lục Tăng. Đen 2X nhá. Size đến 75kg. Đen 2X nhá. Từ từ XL từ từ chờ em xíu. Đến 75kg nha chị em mình ơi. Cho chị Hà Kiều, cho chị Huệ Kim, Huệ Kim, Huệ Kim, Mỹ Trinh Võ, Mỹ Trinh Võ, 2X thôi, chị nói đen 2X lên đen 2X, Mỹ Trinh Võ rồi nhá, cho chị Nguyễn Nam 1X, Nguyễn Nam 1X không có 80kg đâu chị ơi, Mỹ Trinh Võ có rồi chị ơi, nha, chị Mỹ Trinh Võ đã có con này rồi, chơi Nguyễn Nam 1X rồi, nha, em còn một con 1X và 2 con 2X, 2X cho chị Bình Nguyễn, 2X cho chị Bình Nguyễn. 2X cho chị Phúc An Hà. Phúc An Hà.
Chị Mỹ trên vỏ đã có rồi chị Nga. Phúc An hà. Rồi ok, em còn một cá xe 1X thôi. Một cá xe 1X thôi. Xanh này xanh xe M rồi. Nhà đen 1X. Đen 1X cho chị Mai Lê. Mai Lê. Mai Lê, em hết đen. Mai Lê này ba. Mai Lê. Có con này xe M. Một con này xe M nha chị em mà nói. Con này xe M, xe tầm 57 đô về. Con này tầm 57 đô về. Hiện tại thì mới phát hiện được con thôi. Cái này mới phát hiện được con thôi. Nhà lên luôn dùng mã này. Xanh mờ cho Trinh Trinh. Ôi Trinh Trinh nhanh thế. Xanh mờ cho Trinh Trinh. Ok cho Trinh Trinh này. Xanh mờ cho Trinh Trinh này. Rồi nha. Qua màu, qua màu, qua màu, qua màu nha. Qua màu. Xanh này 2X. Cái này cũng lại lộn xộn rồi. Xanh mờ em hết rồi. Trắng này. Trắng này. Ôi. Xám này XL. Hai con xám XL 65-68. Hai con xám XL 65-68. Chị nào lấy xám XL. Đen XL em hết rồi. Comment mã xám. Xám này. Được chưa? Xám nha. Chị nào lấy xám lên xám luôn dùng nguyên XL. Size từ 65 đến 68 nhá. 55.000. Ôi, rẻ chưa? Phát luôn. Xám nha chị em ạ. Xám có hai con. Xanh hết rồi. Xanh từ từ. Xám, xám cho chị pha lê một con. Xám cho pha lê một con. Bích liên vỏ con nữa là hết. Pha lê và bích liên vỏ. Pha lê và bích liên vỏ. Rồi nhá. Còn cái xanh xây mờ nãy chị đang chưa có. Còn cái này xanh xây mờ. Xám hết nhá. Còn cái này xanh xây mờ. Nha chị nào lấy xanh xây mờ lên xanh mờ luôn dùng nguyên này chị em nè. Comment mã xanh mờ có một con. Xanh mờ có một con nữa nè. Xanh mờ xây này 57 đổ về là chốt ok. Còn con xanh mờ. Hết xám rồi. Xanh mờ. Xanh mờ cho Hà Tài. Rồi nè, lên luôn dùng mã này mã xanh 2X. Có 3 con. Xanh 2X này có 3 con thôi. Comment mã xanh 2X dùng nguyên nhé. Chúc mã xanh 2X có đúng 3 con thôi chị em mình. Xanh. Ở đâu vẫn có mùi mít mít hả? Đúng không? Mà nhà mình hết mít từ ngày hôm qua. Hay cái biển có mít. Xanh 2X nhé. Ba xanh đi tì tì. Xanh okay. Hãy đi Dung Nguyễn này. Thế? Dung Nguyễn trước. Dung Nguyễn này. Rồi tì 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 này. Tì tì này. Ba con. Hết này. Ba con là hết này. Hết sắp hết cổ trụ rồi. Rồi màu tím đây. Màu tím đây. Màu phía sau là màu tím đây này. Tím mờ. Màu không phải là tím. XL. MXL. MLXL. Riêng màu này chỉ có ML và XL thôi. Màu treo trên cây này. Màu treo trên cây chỉ có ML và XL nhé. Lên mã tím. Tím ML và XL. Đến 68-70 thôi. Đây, màu tím, màu trên cây màu này không phải là màu tím nhưng mà là tím XL cho chị Nguyệt Ánh Nguyễn này. Đây, XL này bây. XL cho Nguyệt Ánh Nguyễn này. Tím L cho chị Văn Hoàng. Tím L cho Văn Hoàng. Văn Hoàng. Văn Hoàng. L luôn cho chị Hoa Đòn. L cho Hoa Đòn. XL cho chị Hằng Trần. XL Hằng Trần. Không có size 80kg. Cho chị Hằng Trần. Tím XL cho chị Anh Trần. Anh Trần. Anh Trần đi ba. Anh Trần đi ba. Kim Quyên và Trần Hana. Hai cái CL. Không có 2X nhé. Mời cho chị Thanh Tùng Đỗ. Em đây luôn trẻ mà 55.000 Thanh Tùng Đỗ. Mời cho Diệu Trâm Trần. Thanh Tùng Đỗ, Diệu Trâm Trần. Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ. Lê Trương. Lê Trương. XL chị Nguyễn Thủy. XL Nguyễn Thủy. Lê Trương là ai? Cái gì à? Mời mời. Đọc có nghe chứ chị không. Cái điện thoại đóng kia rồi. Ê chị Trần, cái điện thoại hay hồi nãy bỏ trong cái quần rồi ta. Ở đây. Lê Nguyễn nè. Từ từ, CM đúng không? À. Lê Trương rồi đúng không? À. CM, CM, CM à? À. Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ à? Ừ. Rồi XL này. XL đây còn 3 con thôi, còn 2 con thôi. 3 con, Nguyễn Thị có rồi đúng không? Cho chị Hạnh Đoàn. Chưa có Nguyễn Thị. XL bỏ xuống Nguyễn Thị được chứ? Đã có. Nguyễn Thị này. Hạnh Đoàn. Hạnh Đoàn.
Thúy Thanh này. Thúy Thanh này. Thúy Thanh rồi, ok, còn CM và CL. CL chị Phương Thúy nè. L Phương Thúy nè. L Phương Thúy nè. M cho Lê Trương có rồi đúng không? M Lê Trương có rồi. M cho chị Ẩm Thực Đà Thành. Không, tiếng này không có 2X chị Hề. M cho chị Ẩm Thực Đà Thành luôn. XL em hết. L tầm 62 đổ về là chốt đẹp. Nha. Kiếm lực lực đang đây 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 như thế này nè. Cũng phải là tím, nhiều khi nhìn vô dạng mà lại là xanh. ML thôi, còn CML nha, còn ML. M cho Tội Nghiệp Hà. M cho Tội Nghiệp Hà. M Tội Nghiệp Hà. Xây L cho chị Nguyễn Huệ Ruby. L Nguyễn Huệ Ruby. L Nguyễn Huệ Ruby. Hạnh đoàn một cái thôi. 57 cho chị Nguyễn Thị CM. Nguyễn Thị CM, rồi ok. Vẫn còn CM và CL thôi. À còn XL. Nguyễn Na có rồi. Cái ngàn, Nguyễn Thị cái rồi đó. Nguyễn Thị cái rồi. Có không, Nguyễn Thị cái này CM mà. Hồi nãy chơi chị đó. Một cái thôi. XL quá ha, CM. Đúng rồi, một cái sẽ XL, một cái CM. Xây lời chào An Nguyễn. Chào An Nguyễn. Chào An Nguyễn. Rồi ok. Chị nào chưa có thằng lên nhé. Lên mã tím luôn, dùng nguyên kèm sai. Tím kèm sai, tím kèm sai. Nha, tím có xây M. Và tím có xây L thôi. M với M, L, M, L, M, L. Nha, ai lấy tím lên tím. Cái đen này còn cái xây L này chị ở mình. Đen này nãy còn cái xây L. Cái size lớn nhất của nó là 75kg. 75kg, cái này em còn cái xây L, xây số 2 đổ về này. Nha, chị nào lấy mã đen xây L, xây 62 đổ về. Em đi luôn chị em mình là 55.000. Rẻ quá chị em mình đó. Rẻ quá. Cho chị Hạnh Phan xây M. Hạnh Phan xây M. Cho chị lên sao. Cho chị lên sao á chị ơi. XL chị Nguyễn Minh Vy. Minh Vy có chưa? Yeah. Nguyễn Minh Vy. Rồi ok. Còn xây M và xây L thôi. Nha, chị nào lấy tím lên tím. Xây M và xây L. Đen M bỏ một cái. Đen M cho chị Ẩm Thực Đà Thành luôn. Đen M đây nè, cho chị Ẩm Thực Đà Thành. Ẩm Thực Đà Thành này. Tím M cho Trang NTT này. Trang NTT này. Ẩm Thực Đà Thành. Đây là Trang NTT này. Xây L cho Nhung Hà Hà này. Xây L Nhung Hà Hà. Không có chị ơi, em hết rồi. Cho Nhung Hà Hà. Nhung Hà Hà có rồi. Có rồi nha Nhung Hà Hà ơi. Nha, rồi ok. Ai chưa có lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào chưa có tím. Tím, 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 tím. Tím, tím, tím. Nha. Rồi, còn màu này nữa thôi. Còn màu xanh này nữa thôi. Xanh xây mờ. Xanh xây mờ. Xanh xây mờ. Xanh 2XL. Từ từ. Từ từ lên. Đang bóc. Đang bóc tới đâu sale tới đó hà. Rồi lên xanh 55.000. Xanh 55.000. Xanh 55.000 nguyên có size M và size 2X. M tầm 57, dưới 60 là chốt M được. Dưới 60 chị em mình chốt M là ok. Và size X, size 2X cho chị em mình, quên cho những anh nam nào đến 65kg. Có rồi. Nhung Hà Hà có rồi, Nhung Hà Hà ơi. Cái này nguyên đang có thằng size xanh size M cho Vi Nguyễn. Vờ Vi Nguyễn. Từ từ. Áo đang mặc chị bán từ đầu like. Bán tặng từ đầu like. Nhung Hà Hà có rồi. Em còn size 2X nha, xanh không có 1X, xanh 2X và xanh size M. 2X đến 75kg. M và 2X cho Triệu Mỹ La. M và 2X cho Triệu Mỹ La. 5 cái 2X cho TT. 1, 2, 3, 4, 5 cho TT. TT. CM cho chị Phương Thúy. Phương Thúy. Triệu Mỹ Lan 2 cái. Triệu Mỹ Lan 2 cái à. Phương Thúy à. Phương Thúy CM. Xanh cho chị Ẩm Thực Đà Thành. Xanh thêm cho Ẩm Thực Đà Thành. 2X đến 75kg. Chị Trâm Anh Lê. Trâm Anh Lê. Trâm Anh Lê. Xanh M cho chị Hạnh Pha, Hạnh Phạm. Hạnh Phạm. Tím L cho chị à. Nhưng mà Hà là cái hai màu. Nguyên lên cái màu nào, chút màu đó đi. Tím CL cho Hằng Nguyễn.
kiếm lời cho Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn sai gì đó nhưng mà hồi nãy hay ý trời. Xây mờ cho Hạnh Nguyễn, xây mờ cho Hạnh Nguyễn không giáo. Thằng Nguyễn, Hạnh Nguyễn à. Cái này là Hạnh Nguyễn không giáo, hồi nãy là Hằng Nguyễn. Thêm 3 cái hay ít, còn 2 cái là chị Triệu Mỹ Lan là hết. À 3 cái là Triệu Mỹ Lan là hết này. 3 cái này cộng chung thì Triệu Mỹ Lan hết. Triệu Mỹ Lan hết. Hết rồi chị ơi. Xanh mờ cho Đỗ Hình. Còn cổ tròn. Mờ cho Đỗ Hình. Còn mờ thôi. Áo nam chị ơi, còn áo nam. Em còn xây mờ thôi. Còn mỗi xây mờ thôi chị em mình nhá. Em đang còn mỗi xây mờ thôi. Chị nào lấy mờ lên mờ giúp đi. Buồn miệng hè. Chưa hè. Tình ngô hè. Không có cái chi uống buồn miệng chứ gì. Rồi nha, tiếp nha. Tiếp hà, mà xây gì đó hè. Tiếp nguyên có mỗi xây M với xây L. À quên, tiếp này còn con xây L. Nhưng mà hà hồi nãy xây còn gì? Con xây L. Một cái xây M và bốn cái hai X, ok. Nhưng mà xây gì, phải lên xây gì. 55k áo. 55k sai gì lên sai cho em chứ. Phải lên sai cho em. Nguyên nói cái con này nó xịn lắm, xịn hơn con cả con áo polo nãy. Nhưng mà hàng chỉ có một màu duy nhất. Một màu duy nhất. Một màu duy nhất là màu trắng. Đây, con lên cho em ảnh này. Ok. Xây lờ. Ai quay cận luôn cho em mình con này. Nhưng mà mã này chỉ có một màu duy nhất nhé. Mã này Nguyên chỉ có một màu duy nhất. Sao cho bà xã thêm cái móc ở bên kia này. Thêm con màu gì, màu gì lên size đi. Lên màu đi. Hàng này nó phối cả thông hơi. Phối cả thông hơi. Hàng này đắt hơn nha chị ơi. Hàng này đắt hơn nha. Hàng này đắt hơn. Mã này lên luôn chung mã 79k. Tím XL thì bị thuộc lên. Tiếm XL cho Vi thục lên. Rinh đùi đi Nguyên, từ từ chị ơi. Từ từ chờ em xíu nhé. Trắng này là trắng size L. Trắng này là trắng size L, từ từ chờ em xíu. Đây nè, toàn bộ của nó là sẽ là phối. Phối lỗ thông hơi như thế này nè. Đây chị em mình thấy rõ không? Cái này xịn hơn nhé. Ok, con này xịn hơn. Cái này em đi chị em mình 79.000. 79.000. Trắng này size L, size 62 đổ về. Cho TT 3 con. TT 3 con. Mã này mã 79 nhé chị em mình ơi. Em đang ăn lên rồi, đã lên rồi nha. Rồi lên ông dụng con này. Con này thôi mang cực kỳ mát rồi. Không chị ơi, cái này em chỉ có mỗi xe, đang có mỗi xe L. Xe L cho chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn này, ok chị Hằng Nguyễn. Con này 79.000 nha chị em mình. Hắn rẻ hết sức rẻ luôn ấy. Cái này 1X rồi. Xe, à quên lộn, xe L rồi. Kim Quyên 62 đổ về. Kim Quyên xe L thôi nhá. Không có xe M với xe XL rồi. Hay xe L. Xe L, xe L. Em bóc lên từng size, em bóc đụng cái nào em đi cái đó nhé. Bóc đụng cái nào đi cái đó. Này, cọc này XL này. Cọc này XL này. Cọc này XL. Size L tầm 62 đổ về. Ai? Hương Nguyễn à? Hương Nguyễn này. Lộc Tăng này. Hà Kiều này. Hà Kiều này. Có. Có cổ tròn, chứ lên lại cổ tròn, còn cổ tròn nữa chứ. Ngô Thị Bắp. Úc Dịa nữa là hết. Úc Dịa nữa là hết. Em lên từng size. Em lên từng size cho nó khỏe. Úc Dịa nữa là hết. Rồi XL đây. Ủa XL hay cái gì? Cái này XL đấy. Toàn bộ cặp nó XL đấy. Toàn bộ cặp nó XL đấy. Bì vậy nào. Bỏ tạm cái bì rồi đi ba. Đây 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 đây. Bỏ bì đi cho nó tự tập. Rồi ok. Rồi size XL đây chị em mình này. XL này, trắng XL nhé. Trắng XL cho chị Hạnh Đoàn. Hạnh Đoàn 2X đang từ từ chạy em xíu. Trâm Anh Lê này. Trâm Anh Lê này. Ừ, khéo khéo lộn bà nghe. Bỏ cái này lộn rồi. Chắc có 2 con XL hả?
này cũng size L nữa rồi. L, cái này size M mất tiêu rồi. Từ từ chờ em xíu. Ôi, cái này còn S, M, L rồi. Từ từ nha, cái này S, M, L rồi chị em mình ơi. Này S, M, L rồi. Từ đây hết size L. Ai trời ơi. Cái này toàn size S. Chờ em xíu một xíu nha. Cắn XL còn không? Hết rồi, đã, à, đây. XL đây. XL đây. XL đây. Trần Dung có chưa? Trần Dung này. Trần Dung này. Cho chị Hằng Trần. Hằng Trần. Hằng Trần. Hằng Trần coi lại phải xếp L sao? Hằng Trần. Là. Không phải rồi. Xếp L cho chị Thanh Lê hai cái. Hai cái, ghi Thanh Lê đi. Thanh Lê à? Ừ, Thanh Lê hai cái. Hết size XL rồi, có mấy cái size XL rồi, cả size M nữa nè. Cái này nguyên còn M. SML 3 size. Chỉ còn SML 3 size chị em mà thôi. Nó đang còn tùm lum. Còn SML 3 size thôi. S tầm 55, M 57. S cho tội nghiệp Hà này. S cho tội nghiệp Hà này. S cho tội nghiệp Hà này. Rồi ok, còn SML. M cho chị Hà Tài này. M Hà Tài này. Đi đi không có. S nữ. Nhưng mà cái này lỗ thông hơi này sao nữ mà. Cái này có lỗ thông hơi mà. Hắn có lỗ. Trắng mờ chị Thu Thanh. Trắng mờ Thu Thanh. Trắng mờ Phi Nguyễn. Ấy tội nghiệp Hà có rồi. Làm sao nữ mang được. Mình mang là vừa đó. Không có 2L. Nhưng mà đây nè. Toàn lỗ thông hơi cái này làm sao mình mang được. Chỉ còn SML thôi. Nga 62 đổ về. SML 62 đổ về. Mời cho chị Mỹ Trinh Võ. S. Cái này L. S rồi. Gì trời. Hết rồi. Hết CM rồi. 79K nha. 79K. Cặp này toàn S rồi. Cặp này toàn S rồi. Hết rồi nha. Ôi trời ơi. Từ từ. Còn XL đây. Bắt cọc, mở hết cái cọc này ra coi thử ba. Mở hết ra coi hả? Coi hở sai gì trong đó hết. Bỏ đi ra coi sai gì. XL mới có XL. Có một cái XL. Một cái XL chứ. Theo cái XL, qua cái XL. Trắng L đây đã nè. Trắng L đây cho chị Trần Hiền. Nè, trắng L cho Trần Hiền từ từ XL lên là sao. Trắng L cho Trần Hiền đi đã. Trắng L cho Trần Hiền, M Hà Tài có rồi. Tội nghiệp Hà có rồi nha chị ơi. Từ từ chờ em xíu, riêng nữ em không. Ba cái XL từ từ chờ em xíu, XL đang không. XL, có ai M với L không? Hà Tài có rồi. Hà Tài có rồi, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Mỹ Trinh Võ có CM chưa bà? Nhưng mà Hà có rồi. Cộng được còn sẽ rồi, có CM cho chị Mỹ Trinh Võ một cái đi bà. Mỹ Trinh Võ cái CM. Cho chị Thu Thanh cái CM có chưa? Trời, cọc này toàn S thôi. Còn S với cái CL. Toàn S với cái CL. Rồi ba coi thì có bao nhiêu. Ba cái cho chị. Ba cái XL này. Cho chị TT này. Chị TT có từ đầu like rồi. TT có từ đầu like rồi. Cho chị Lê Nguyễn Hiền Thăng cái. Lê Nguyễn Hiền Thăng này. Huệ Kim này. Là XL đây. Huệ Kim này. 79.000 con này nhé. 79.000 như chị em nè. Huệ Kim nè. Lê Nguyễn Hiền Hăng nè. Nguyễn Cherry nè. Nguyễn Cherry. Rinh ngố em không nha chị ơi. Không có rinh ngố nhá. Lê Huyền nè. Lê Huyền. Lê Huyền còn không? Lê Huyền có rồi. Chị TT có từ đầu like 3 cái rồi chị ơi. Từ đầu like chị có 3 cái rồi. Ok chị nào lấy XL lên XL luôn dùng nguyên nhé. XL tầm 65-68. Không có 2X cho chị Thúy Thanh XL. Thúy Thanh XL. Còn không? Trần Dung XL. Riêng Nam em không. Trần Dung XL. Rồi ok. Rồi ok, chị nào chưa có. Lên luôn dùng nguyên nhé. Lên luôn dùng nguyên, lên chị em mình cổ tròn. Lên cổ tròn nha. Lên cổ tròn, từ từ đi bóc cho chị em mình quần lỡ ra. X không có nha.
ít là cho Ngô Thị Bắc. Nhưng mà Hà có rồi. Nhung Hà Hà có rồi nha. Rồi em lấy chạy bình mã này. Cổ tròn không vậy? Có cổ tròn chứ. Chắc chắn là lem cổ tròn. Nha, của tròn đây còn đây nhưng mà hắn đang còn rất là lẻ tẻ. Riêng nam không. Em đây chị em mình mã quần này đã. Mã quần này quay cặn luôn cho chị em mình coi chắc. Quay cặn cho chị em mình coi chắc có hai màu. Mỹ Linh vỏ nha, có rầu mà Mỹ Linh vỏ của mình nhiều quá. Cái này của tròn mất tiêu rồi. Sao coi bóc cho sợ cái quần nam còn màu xám nữa bên này. Nhung Hà Hà có rồi. Cái quần nam này có màu xám nữa, hồi nãy tới xa 2X luôn không? Không, màu đen nè. Màu đen còn màu xám không có xe to, màu xám. Màu xanh đen thôi chứ không có màu xám. Rồi ok, lên quần nam đi. Nếu như 2X là đến 60. Nếu như mà là 2X đi, nếu như mà có 2X mình còn cái này nọ lẻ tẻ. Chị em mình lên chung in số cái rồi mang bóc size sau nhé. Cái này giờ không biết là có 2X hay không. Cái này giờ không biết có 2X hay là không. Đây chị em mình nhìn con quần quay cặn luôn. Màu đen chị em mình không thấy được. Hôm qua chị em mình nó cao màu sáng sáng hơn tí. Cái chị em mình nhìn cái quần này. Nhìn cái lưng quần luôn dù nguyên này. À, có rồi chị ơi. Quần lỡ từ từ chờ em xíu. Cái xài máy đó. Nha. Size L. Quần lỡ đang còn size. Chị em mình cứ lên cho nguyên cái số ký đi. Mai có size bóc không có size thôi. Ai lên trước có size trước nhé. Cái này bao ghi đi. Cái này ai lên trước có size trước luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi, đẹp lắm. Riêng cái này chị nào lên trước chị em mình lấy size đi, chị em lên số ký cho em đi. Lên mã quần nha. Có rồi nha. Chị ơi lên số ký, đây những cái màu sáng thì Nguyễn cầm chị em mình thấy được, chị em mình nhìn quần luôn dùng nguyên này. Quần này là quần hai da, vải hai da nhé chị em mình ơi. Vải hai da nhé. Được chưa? Lên luôn dùng này kèm số ký luôn dùng nguyên. Ngày mai có size em bóc hết size thôi nha, ai lên trước có size trước. Nha, chị nào lên trước có size trước. Quần này cũng phải là quần đùi đó, nó phải tới đây này. Mang phải tới đây này. Nha, lên luôn dùng nguyên cái mã này. Cái này để tình ngô mang mão thử tình ngô. Cái này sẽ có tình ngô mang mão thử nè. Lên ký đi chứ. Chị em mình lên số ký cho em nha. Không có số ký là bỏ qua. Đây cái này sẽ tình ngô sẽ mang thử đây để thử đi mà sợ ghê cho nè. Nha, đây tình ngô. Tình ngô nhà tình ngô mang thử đi, tình ngô cái này sẽ lời tình ngô mang được. Tình ngô mang được đây. Đây cái này tình ngô sẽ mang thử cho chị em mà nó y như thế xỏ vô cần chi đi thai nữa mệt ý. Quần trắng về quá à. Rồi ok. Nha chị nào lấy mã quần nam, lên mã quần nam luôn dùng nguyên nha. Comment mã quần nam ra đi. Thế Thanh nè. Ok Nhung Hà ơi lên cho Quyên cái size nhé. Đây. Cho cô đang có rồi nè, Nhung Hà size L. Từ like luôn à. Từ like luôn đi. Từ like nhá. Nha lên luôn dùng mã quần nam luôn dùng nguyên nhá. Từ chưa lên giá. Em đi luôn cho chị em mình nè, 49.000 một cái con. Cái giỏ. À không, lộn. 55.000 một con. Chị em mình mua 2 con còn 99.000 2 con đi. Nha. Ủa nữa rồi đó à. Cái chi nữa mà đòi livestream với họ. À phải đến ra ít phải quay chứ. Quay sao cho khách coi thử chứ tự nhiên ra đứng xíu vô xong. Trời ơi. Rồi nha. Lên mã quần nam em đi trẻ mình 55.000 con. Ok nha, lên mã quần nam đúng ra không mang xong thôi, để mình mang chắc chắn đi, để mình mang cái chắn đi. Lên luôn dùng mã quần nam luôn dùng nguyên nhé. Đáng mua nào trước quần nam luôn dùng nguyên nhé, kèm số ký luôn dùm em đi chị em mình ơi. Quần nam kèm số ký quần nam cho chị em mình, nó nào nguyên mang thì to quá, kèm số ký luôn dùng nguyên nha. Quần nam kèm số ký. Em đi luôn trẻ mình 55.000 con. Mua 2 con còn 99.000 2 con nhá, 99.000 2 con. Nếu như không có size thì bóc 2 cái cùng màu cũng được chị em này. Nhá, bóc 2 cái cùng màu cũng được. Ok nhá, chị nào lấy mã quần nam lên mã quần nam luôn dùng nguyên nhá. Comment mã quần nam. Nếu như mà không có màu ấy. Ví dụ như màu nó không có size thì mình sẽ bóc trẻ mình 2 cái cùng màu nhá. Nha, thật sự cái này mang sướng lắm, mang sướng túi này. Túi cực kỳ sâu luôn. Nhà ông làm mã ông ra ông mang phát cái không vô mất tiêu. Chưa gì hết. Nha, khách chưa kịp dồn. Đấy quần nam nha.
Ok, mỗi size 5 cái. Lên mã này mã quần nam. Comment lên quần nam luôn dùng nguyên đi. Nguyên đi luôn cho chị em mình làm. Đẹp. Đây, sẽ quay cận lại cho chị em mình xem phát. Đây này, phần trong của nó này. Ok nhé. Hai màu thì em sợ không có đâu chị ơi. Nếu như mà không chị em mình ok, nếu như mà không có màu thì là lấy hai cái. Một màu cũng được. Thì ok Nguyên lấy nhá. Được chưa? Lên luôn dùng Nguyên này. Đây này. Túi tiết này. 55.000 con. 55.000 con nhá. Đợt tới Nguyên sẽ chạy cho chị em mình cả dòng thể thao nữ luôn. Cũng đẹp lắm. Thể thao nữ đẹp chắc sướng. Chắc sướng. Rồi ok, chị nào lấy mã quần nam lên mã quần nam đi nhá. Quần nam, quần nam, quần nam, quần nam. Em sẽ lên cho chị em mình áo. Em lên tiếp cho chị em mình áo nhá. Áo, áo, áo. Áo nè, áo nè. Áo này còn ít lắm. Còn rất là ít nên là chị em mình tranh thủ nha. Phiên áo này sẽ không có hàng giá này nữa đâu chị em mình nhá. Đúng một đợt, đúng 4 bao này thôi. Phiên áo này giá này chỉ có 4 bao này thôi. Hàng hễ được hàng sale thôi. Chứ còn bình thường mình sẽ không đi mua được giá này nha, đây là chị em mình tranh thủ. Rồi nha, chị nào lấy quần nam thì lên quần nam luôn dùng Nguyên. Chị em cứ lên đi. Và Nguyên sẽ soạn từ trên xuống dưới nha. Bây giờ Nguyên sẽ soạn từ trên xuống dưới. Ai lên size trước có size là em bóc nhé. Rồi nha, chị nào chưa có mã quần nam comment lên mã quần nam luôn dùng Nguyên. Quần nam thì Nguyên đi luôn cho chị em là 55.000. Riêng đùi hả chị? Quần riêng đùi có, quần riêng đùi dạng dạng nhưng Nguyên cũng còn ít ít xíu em lên sau rồi. Ưu tiên lên đồ nam bữa đi. Hè. Ưu tiên lên đồ nam bữa xíu nó sẽ lên lựa cho em mình đồ nữ. Quần Nguyên đang mang xíu nữa Nguyên lên nhá. Rồi ok, chị nào lấy quần nam nữa thì lên quần nam luôn dùng Nguyên nha chị em mình đó. Quần nam, quần nam, quần nam. Ok nhưng mà ha. Chị em mình cứ lên quần nam đi. Rồi nếu như mà chị nào lên trước thì là soạn sai trước. L, XL, 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 XL. Cái này sẽ là mang ôm nhé, à, mang phao phông ôm nhé. Con này là sẽ mang phông ôm nha chị em mình ơi. Nhà riêng con này sẽ mang phông ôm. Quần nam thì cứ lên quần nam chụp. Còn xíu là áo thì em lai áo chị chút áo. Nha chị lên trước em không nhớ được. Rồi nha, chị nào chưa có quần nam thì lên quần nam đi để Nguyên chuyển mã nhé. Để Nguyên chuyển mã chị em mình nhé. Rồi nha, chị Ngọc Hào có. Chị Hiền Ngọc, cái gì cho em, cái gì đó chị ơi. Con này là size 65, 68kg. Từ 65 đến 68kg nha. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên này. Từ 65, 68kg. Size XL. Lên mã tròn XL. Tròn XL. Chị em mình lên rõ quần nhá. Tròn XL có từng này con này. Quay cận luôn cho chị em mình coi đường kim mũi chị của nó này. Đây nè. Đây, quay cận hết luôn cho chị em mình coi nè. Mà nó mềm lắm. Cái này có thể là coi dạng 8 chiều hay là 4 chiều như bình thường đó. Hay là 8 chiều nha, lên luôn dùng mã áo nam luôn dùng Nguyên nhá. Áo nam in phản quang ở đây. Tròn XL. Em đưa chị em 49.000. Tròn XL nhé, cho Nhung Hà Hàn cái 49.000 nha chị em mình ơi. Lên mã tròn XL luôn dùng Nguyên nhé. Nhung Hà Hàn 49.000 nha. 49.000 à, 5 tròn cho Ti Ti. 5 tròn cho Ti Ti. 5 tròn cho Ti Ti. Và cho chị Nguyễn Ngọc Bảo. Trần Dung Nguyễn Ngọc Bảo. Con này bút này nó ngon quá. Từ từ chờ một xíu nhé. Ok nè, Nguyễn Ngọc Bảo, Trần Dung có mấy con này thôi, 49.000. Rẻ quá. Nguyễn Ngọc Bảo nè. Nguyễn Ngọc Bảo nè. Trần Dung nè. Trần Dung nè. Trần Dung có rồi, chị Băng Cao nè. Trời, Lục Tăng nữa là hết nhé. Lục Tăng nữa là hết. Lục Tăng nữa là hết. 49.000 nhé. Rẻ quá chị em mình này. Con này đảm bảo luôn, chị em mình quá rẻ luôn nha. Đây chị em mình 49.000. Rồi hết cái này. Hết cái màu này nhé. Đây 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 đây, còn ít lần.
còn ít lần, từ từ chia thấy ít lần. Vậy cái này thực sự là Nguyên cũng chưa phân hàng ra như thế nào hết. Đẹp quá lên luôn, đẹp quá lại lên luôn. Đây còn XL đây này, con cọc này XL nữa nè. Phan cáo có rồi, Nhung Hà Hà thêm một cái này. Nhung Hà Hà thêm một cái 75, từ từ em coi có 2X không nhé. Nhung Hà Hà này, cho chị Nova Huỳnh này. Nova Huỳnh này, Nova Huỳnh này. Cho chị cô Rung Nguyễn này ba. Cô Rung Nguyễn này, Bích Ngọt này, Bích Ngọt này, Lê Huyền này, 49.000 này, không có 2X chị em này. Cho chị Thanh Thúy này, Thanh Thúy này, Thanh Thúy này, Trung Kiên Nguyễn này, Trung Kiên Nguyễn là 6XL này. Trần Dung có rồi, Trung Hòa Hà có 2 cái rồi. 53 cái này hơi rộng nhá, 53 cái này hơi rộng. Chị ơi, chị Sương Phùng ơi, lên cho em cái size. Trung Kiên Nguyễn có rồi, CM cái này không có chị ơi. Lên cho em cái size, chị Anh Lai Lương và chị Hà Kiều. 49.000. Anh Lai Lương và Hà Kiều nó là hết 49.000, đẹp lắm. Mua mua con này đi chị em, mình tranh thủ đi. Tranh thủ mua con này đi. Cái này quần hả? Cái này quần hết tiêu rồi. Ở này cũng quần hết, đâu còn bao nhiêu áo đâu. Có còn được bao nhiêu áo đâu. Cái này cũng quần rồi. Cái này cũng quần hết tiêu rồi. Ủa sao thấy còn quần gì ta? Cũng quần luôn rồi. Trắng size S. Cái này trắng size S. Trắng S 55 đổ về. Trắng S 55 đổ về. Chị nào lấy trắng S lên trắng S 55 đổ về thì chị em cho ok nhé. Trắng S 55 đổ về. Em đây chị em 49.000. Hàng rẻ của nó thật sự còn đợt hàng này thôi. Cái này là được hàng sale. Được hàng sale. Xong được hàng sale. Chứ còn mà bình thường đi mua, chị em mình đi mua sỉ, quên lộn, đi nhập sỉ cái này, riêng những con áo này là trên tiền trăm. Trên tiền trăm nha. Đấy, chứ không phải hàng sổm sổm đâu. Chị em mình lên luôn dùng những cái này. Còn em mã trắng S tầm 55 độ về, cái này mình mang ok luôn. Riêng cái size này mình mang ok luôn. Cho chị Hiền Ngọc, cho chị Hà Kiều, cái này mình mang ok luôn. Nha, vải sướng lắm. 55.000. Nha, em mang thử chị em mình con trắng S cho chị Lục Tăng. Đây Lục Tăng. Cho chị Vi Nguyễn. Phi Nguyễn. Chứ nãy giờ sai gì? Còn đó mà, còn đó mà em đang bóc. Nguyên đang bóc còn hai cái trắng size S và một con đen size S. Trắng size S nha, trắng thì hết XL rồi. Nha, em sẽ mang thử cho chị em mình nhìn cái form áo, chắc sướng lắm. Thì Võ Ngọc Anh con. Còn con nữa thôi. Chị hả? Như nữ mình mang thì ok. Rồi ok, chị like lên con. Like lên con. Hết trắng size S này. Hết trắng size S rồi. Hết trắng size S rồi. À đây đây đây, trắng size S đây. Trắng size S cho chị Phương Như. Phương Như này. Huyền Trăng này. Huyền Trăng trắng S này. Đây em sẽ mang thử chị em mình nhìn form. Cọc này toàn size S. Còn size S mang thử chị em mình nhìn cái form áo nó đẹp lắm. Vải nó bao sướng luôn. Hay là vải hàng 8 chiều của Trần Dung. Chị nào mà mua cho chồng cho con gì tới 55 kg, chị Huyền Trang có rồi, hoặc là mình mang vẫn ok nhá. 49.000 chị ơi, 49.000 nhá. Đây em mang luôn cho em mình cái xe ép, chị em xem cái con áo đang mang có một chút là con sao. Vải này thì mướt mượt mượt với chị em mà nói. Năm mươi lăm đổ về là chút đẹp. 55 đổ về là chị em mình chốt ok. 57-60. Trắng S cho Thanh Lê, Mỹ Trinh Võ. Mình mang vẫn ok luôn. Mỹ Trinh Võ này, Thanh Lê này, Thanh Lê này. Đen S cho Mỹ Trinh Võ này. Còn xanh đen size S. Còn xanh đen size S chắc sướng lắm luôn ý. Còn xanh đen size S nha. 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Mình mang vẫn ok nha. Mình mang vẫn ok. Xanh đen thôi, hết đen rồi. Còn trắng nhé chị Khang Trang. Trắng Khang Trang. Trắng Khang Trang. Có con xanh đen sẽ ép, không có trắng. Hết trắng, hết đen sẽ ép rồi. Còn ba con trắng sẽ ép nha. Xanh đen chị Hà Kiều. Xanh đen cho Hà Kiều. Hết thế này à, cái áo này ở đâu hết cái quần không trời. Còn ba cái trắng sẽ ép.
Chị ơi em đang đi chị em 49.000 con. Cái này quá rẻ. Nó thật sự luôn quá rẻ luôn chứ không phải là rẻ nữa. Cho chị Hiền Liên. Mình mang vẫn ok con này. Đây. Chắc bao sướng luôn cho chị Hiền Liên. Cái này nhỏ nhỏ chị em mình mua cho con trai lớn. Hoặc là chị Bích Liên Võ. Mình mang cũng ok. Xanh em hết rồi còn con trắng sẽ. Còn con trắng sẽ chị nào lấy trắng hai con. Cả con Nguyên đang mang là hai con nha. Hai con trắng size S. Thì nào lấy trắng S lên trắng S đây xanh đen sẽ. Ôi sao toàn size S thế này. Xanh đen size S luôn. Đây xanh đen size S này, xanh đen trên lục tăng này. Lục tăng này. Trần Dung này. Trần Dung này. Huyền Trăng này. Huyền Trăng này. Thường Nguyễn này. 49.000. Mấy trên vỏ có rồi chị ơi. Mấy trên vỏ có nghe em đọc không ấy mà thấy comment đi comment lại. Trắng size S cho chị Hạnh Đoàn. Hạnh Đoàn phải đã lắm, Hạnh Đoàn. Mang con này giống như là không mang đồ luôn. Chắc này phải là 8 chiều như chị em mình kéo cho chị em mình nè. Nó chiều nào nó cũng giãn hết, sướng, mềm nha. Rồi lên xanh đen xe S. Chị nào lúc nãy chưa có xanh đen xe S. Lên xanh đen xe S luôn dùng cho thấy toàn xe S đó. Có 2X không cho chị thêm con xanh đen? Không có. Không có. Đen không có xanh đen. Ừ. Hàng này là được hàng sale. Chứ cũng nếu như mà đi nhập sĩ trắng xe S cho anh thật là thật. Nhưng nói rồi, ừ. Còn con đang mang thôi. Cho chị ẩm thực Đà Thành. Ghi cho con này cho ẩm thực Đà Thành. Đưa cái bì vô cái bì. Ẩm thực Đà Thành. Xanh đen say S, S, S thôi. Xanh đen S cho chị Huyền Trăng. Huyền Trăng. Chị Mỹ Trinh bảo có rồi. Em đang mang say S. Huyền Trăng. Khang Trang. Bao nhiêu? 49.000. Rồi ok chị nào lấy xanh cho chị Đặng Nhã Ca. Đặng Nhã Ca. Rồi ok mình còn 2. Còn 3. Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ. Mỹ Trinh Võ ok nguyên còn 2. Còn 2 cho chị Lai Lê xanh xé. Xanh xé nguyên còn 1. Còn 1. Từ từ coi. Xanh đen nha chị Phương Như. Cái này xanh đen không phải là đen nha. Xanh đen xé. Comment mã xanh đen xé. Ghi là Na Na mang khẩu trang. Nam Nam mang khẩu trang này khách cũ hay mới ta? Mờ trắng đây. Mờ trắng đây nè. Mờ này 57. Mờ này là hình phu mai. Mờ trắng nhé. Mờ trắng, mờ trắng, mờ trắng. Chị nào lấy mờ trắng. Xanh đen hết luôn rồi ba. Xanh đen còn cái à. Thấy hay hết rồi. Đây 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 đây. Xanh đen còn cái. Không phải hết rồi. Xanh đen hết luôn rồi đó chị ơi. Mờ trắng với chị Hà Tài. Hà Tài. Xanh đen hết rồi. Xây mờ tầm 57 đổ về nhé. 57. 57 đến gọn đến 60 nha. Áo nam hay áo nữ đâu chị em mình ơi. Chị em mình cứ chờ. Tầm vài hôm nữa là sẽ có dàn áo nữ dàn này. Đẹp lắm. Xây mờ nhá. Ok. Nha trắng này là trắng hình Puma. 49.000 cho chị Hiền Liên. Hiền Liên. Hiền Liên đã có rồi mà. Hiền Liên đã có mờ trắng đâu. Không biết hay cũng có cái không biết. Hiền Liên. Rồi ok. Nha. 49.000 thôi. Đây cũng xây mờ đây. Xây mờ đăng lên xây mờ. Ok chị ơi. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhé. Xây mờ, mờ, mờ này, mờ phu ma này. Đẹp lắm, đây mở ra chị em mình coi. Từ đường kia mũi chỉ phắt đi chị em mình ơi. Không mấy khi có hàng này đâu. Nói thật sự hàng này, từ à, có bộ à, bộ chị mua con cái áo riêng, cái quần riêng mix qua cũng được. Cái quần hồi nãy em đi cho chị em mình xây có đủ size đó. Trắng phu ma, chắc đẹp miên man luôn. Không mấy khi có hàng này mà hàng sale. Đấy, không mấy khi có hàng sale. Nên là chị em mình tranh thủ nha. Em lên chị em mình là 49.000. Trời, Trần Thanh Hương. Trần Thanh Hương. Trần Thanh Hương. Không chị ơi. Không thì bỏ qua cho em không đổi đi đổi về đâu. Coi ra nhà em để ý. Nha, trắng mờ. 5 Puma cho TT 24. 5 cho TT. Còn con nó tắt luôn đi cho rồi. 6 con. Nha. Tranh phan luôn là hết. TT là hết. TT là hết. TT là hết. Sao thấy quần không thì áo nó đi đâu hết ta? Này cũng quần rồi. Áo, quần. Kiểm tra là nó có áo không bà? Trắng hết rồi. Phu ba này size XL. Quần du ơi. Cái này quần du ơi.
rồi, ok. Cái này size 65 68. Em không có đâu. Em đâu có nói là em lên quần ring đâu. Em có nói em lên quần ring đâu. Thì Châu Mỹ Trang size L. Châu Mỹ Trang size L. Châu Mỹ Trang size L. 49.000 thì nó quá rẻ. Đấy, chị em mình tranh thủ nha, lên luôn dụng mã này, mã Puma XL. Puma XL. Tránh cho chị Nguyễn Na. Chị cứ chốt đi, em lên cái nào chị chốt thì chốt, chứ giờ chị bảo em sợ em không ấy được. Nguyễn Na nè, Trang Phan nè, Nguyễn Na có rồi nhá, Trần Dung nè. Ok, Lê Huyền nữa là hết. Lê Huyền nữa là hết XL. Lê Huyền nữa là hết XL nhá. Lê Huyền nữa là hết XL nè. Hết nha, hết XL rồi chị em mình không? Hết XL rồi. Puma này size L, size 62 đổ về. Lên mã L dùng nguyên loại, ok. L này 62 đổ về nhé. Lên mã L dùng nguyên nhé. L cho Nguyễn Quốc Huy. Khi nãy cái nhà mà chị đang like nên về thì chị Thanh liền cái này bên Nguyễn Quốc Huy. Biết cái khung giờ like của Nguyên là 7:30 con like rồi. Rồi đi sớm hơn. Hoặc là đi bữa ngày, tránh cái giờ like là được. Cho chị Tha Trần luôn. Tha Trần. Cái dục xuống là ai? Ai à, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Huy. Thanh Lê nè. Ờ Thanh Lê. Tha Trần. Tha Trần, người ta đọc chứ đang nói sao. Nó mà dục. 62 cái độ về. 62 cái độ về. Sáng này có size L chứ. 57 lấy size M, nhưng mà cái này mang size L cũng được. Thôi chị đi phạt. Mi phạt. Chị Trần Thu Sương 2 cá. Trần Thu Sương 2 cá. 49 cá thì ca điển rẻ quá, nó thật sự luôn ấy. Trần Thu Sương 2 này. Trần Thu Sương 2 này. Lục Tăng 62 đổ về. Lục Tăng. Nhận thử cái con hàng 49 về đi chị em mình ơi. Nhiều khi á, đi giá rẻ quá á, là chị em mình lại nghĩ hàng nó không chắc. Cái nhiều chị mua hàng lần đầu tiên về không nghĩ là những cái con áo 49 hoặc con áo 39 nên bán mà nhận hàng như thế luôn ấy. Đấy, em còn hai cái size L. À, đã săn được hàng size rồi đi giá này thôi. Chứ bình thường không có giá này đâu chị em mình nhá. Nha, rồi lên luôn dụng cái này. Size L 62 đổ về là chỗ ok nhá. Còn hai con size L đấy. Nhá. Quần nam hồi nãy em lên rồi. Quần nam cả quần đùi cả quần quần dài. Phải hai giá. Mấy hai da đã lên rồi. Mới sao à? Vô sao rồi là không có rồi. Ok, còn hai cái à, hai cái. Màu này sẽ S. Màu à, mã đáp này sẽ S, sẽ 55 đổ về, sẽ S là ngang. Lửng nào hồi nãy em lên đó. Lên mã S nè. Đồ xíu nữa lên lại. Quần dài có 70kg. L cho chị Nguyễn Huệ Ruby. L là 62 đổ về Nguyễn Huệ Ruby. À, Thùy Dương Võ, Thùy Dương Nhất Liền. Nè, vải nè. Vải nè. Cái này size S lên mã à, hết size L rồi. S cho chị em mình 55 độ, quên lộn, cho nam 55 độ về. Mình mang cũng được con này. Nha. Màu đen rồi hả? Đây đây Yên đang mang size S đen. Từ từ có màu đen hả? Không còn lẻ tẻ như thế này thôi, không có nhiều đâu. 71 thì lấy con nào có 2XL mình tắt. Puma XL nhé. Ác cho Mỹ Trinh Võ nè. Ác cho Mỹ Trinh Võ nè. Chị nào mà có con trai lớn đồ phát ngay cái này cho nó mang. Cỡ 50 mấy ký, 55, 57 ký phát 55 ký. Từ từ. Nhưng mà màu này hết rồi. Chị em mình cứ chờ đi, cho chị Văn Cao. Sẽ qua tuần. Cái này sẽ ép con cái. Rồi ok, hết S rồi. Hết S rồi, đây mờ. Mờ xám này có 1 con nè. À đây S này nè. Đây rồi. S đây bên này. Chị Nguyễn Thị Thùy Tuyên này. Nguyễn Thị Thùy Tuyên này. Thiền Ngọc này. Thiền Ngọc không giáo này. Mỹ Trinh Võ có rồi nhé. Mỹ Trinh Võ có rồi. Cái này có 2 con C M. M xám cho Hà Tài. Bảo nhanh kia. M xám cho Hà Tài. Rồi M xanh đen. Rồi còn xe S thôi. M xanh đen. M màu đen nhầm. M đen. Mờ đen á, mờ đen này có 1 con. Mờ đen này có 1 con. Đen S cho Lục Tăng.
Huyền Trang. Huyền Trang. Huyền Trang. Đáp từ từ Huyền Trang. Đang ép cho chị Nga Nguyễn. Mời cho Nhật Nguyệt. Ok, mời cho Nhật Nguyệt. Mời cho Nhật Nguyệt. Còn ép thôi. Còn đang ép. Còn con ép. Còn con này đang ép, chị nào lấy đang ép. Lên đang ép chứ Nguyên như chị em mà nó. Đang ép thôi, sao mà toàn xe nhỏ vậy. Còn xe ép ấy, chị nào lấy đang ép, lên đang ép luôn dùm Nguyên nhá. Ép là phone cả Nguyên đang mang nè, Nguyên đang mang xe ép rồi nè. 49.000 rồi, hết đang mờ rồi. Còn đang ép thôi. Chị nào lấy đang ép, chúc lên đang ép luôn dùm Nguyên nhá. Comment mã đang ép. Đang ép, đang ép, đang ép. Cái này có xe nè. Cọc vô mai này khó. 49.000. Cái này không cần để mua cho chồng đâu. Chị nào mua cho con trai lớn cũng được. Mà size nhỏ nhỏ này mình mang cũng ok. Còn cả trắng ép chị Phương Lê bánh mì ơi. Đây còn. Còn ba con trắng size ép nè. Đang ép cho Phi Trần luôn sao. Đang ép cho Phi Trần luôn. 2X không có chị ơi. Không có đen 2X đâu. Không có đen 2X hề. Chưa chị ơi, chưa. Đây, con áo Nguyên đang mang còn 3 con xe S này. Đây mã trắng S. Có 3 cái thôi mà 49.000 chị em mình phát đi. Riêng nói cái gì chứ hàng này nó sẽ không. Đây, trắng, trắng mà ba. Trắng mà. Trắng nè, ok nè. Trắng cho chị Nguyễn Thị Thị Tiên. Và Hồ Lành nữa lấy. Hồ Lành nữa lấy. Cái xanh đen. Xanh đen S. Trắng S còn cái nữa nè. Lê Thùy. Lê Thùy cái nữa. Đây thì cái xanh đen S, trắng M, Fuma M, trắng M và Fuma M, M là tầm 57 nhá, trắng M và Fuma M, cái này không có size to mới bực mình, trắng M và Fuma size M nha. Chị nào lấy cái này xanh đen size S cho chị à. Văn Hoàng. Văn Hoàng đang có hai con size M, một con trắng. Trắng này là chữ nổi nó mới đẹp. Đỏ hả? Đỏ này đỏ mờ rồi. Trắng mờ chị Thanh Lê. Đỏ này in dập chữ nổi nè. Chị Thanh Lê. Rồi còn Fuma CM. Đỏ CM rồi chị ơi, đỏ CM. Đỏ mờ rồi. Fuma này CM. Fuma CM size 57 đổ về là chỗ ok 49.000. Fuma CM nhá. Chị nào lấy Fuma CM lên Fuma CM luôn dùng nguyên. Đỏ mờ chị Hiền Ngọc. Hiền Ngọc. Không có màu vàng. Nam. Nam mà. Rồi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nè. Comment mã trắng size Fuma size M đi. Fuma size M. Rồi còn hai cái xanh đen này size S nữa lấy. Hai cái xanh đen size S. Ok. Từ từ. Cái quần màu xanh size S nữa nha. Là lấy cái gì chị ơi? Quần màu xanh size S là cái gì? Cái đó sao? Liên thủ kia rồi. Đấy. Hai kế mà, đưa mẹ kế nữa mà. Đâu có. Còn có cái này chứ mấy. Rồi còn hai cái này nữa, chị nào lấy tắt luôn. Rồi cọc này nữa. Cọc này nữa. Còn ép. Không có quần ring nam. Em nói đâu có quần ring nam đâu. Cái này xét lên. Đem cái đôi mấy đôi dép coi. Hả? Xanh ấy có còn không? Xanh đen à. Xanh đen mới thả xuống đây nè, ba nè. Cho chị Ngọc Hảo. Ngọc Hảo. Đây mang thử cho chị em mình con xanh đen, chị em mình thấy. Cái này size XL. Size 68, 65, 68. Comment lên mã XL 65, 68 luôn dùng nguyên á. Cọc này toàn XL này. Ba phải size L nhưng mà này. Cái này XL to quá, cái này mang to không đẹp. Nó sẽ S đấy. M cũng được, ba thử xỏ M đi. Này mang ôm nó mới đẹp mà. Rồi nha. Cái này toàn XL, từng này con XL hết. Mai đi, mai chốt đơn chị báo luôn giùm em hề. Mai chốt đơn báo giùm em đi. Rồi Nguyên lên luôn cho chị em mình nè. Đây. Được chứ đằng không, sẽ mờ đó. Được đó. Mang ôm nó cho nó đẹp. Cái này không có 2XL. Quay coi. XL chị cô Trung Nguyễn. Thì cái này mang
Áo nam chị ơi, áo nam, áo nam. Cô Râm Nguyễn này. Cô Râm Nguyễn này. Cô Râm Nguyễn này. Trần Dung này. Trần Dung này. Bích Ngọt này. Bích Ngọt này. Huỳnh Thị Thọ này. Không phải xanh đen, màu sáng. Phượng Ngô này. Nguyễn Cherry này. Nguyễn Cherry này. Phúc An Hà này. Hà Kiều này. Thường Nguyễn này. Rồi, Thanh Thúy nữa là hết. Thanh Thúy nữa là hết. Thanh Thúy nữa là hết nha. Hết con này luôn chị em mình ơi. Hết XL. Hết XL con này. Tới ai rồi? Tới ai rồi? Tới ai rồi? Ba ghi tới đâu rồi? Phượng Ngô. Phượng Ngô rồi. Nguyễn Cherry. Nguyễn Cherry. Phúc An Hà. Hà Kiều. Thường Nguyễn. Thường Nguyễn hát cái tập dép rồi rồi sao? Giờ bay xe mấy cái đôi dép luôn. Hát còn con nữa bên này. Thường Nguyễn rồi đúng không? Thanh Thúy có rồi đúng không? Thanh Thúy có rồi đúng không? Còn con. Con này Thanh Thúy được chưa? XL đây không? XL. Thanh Thúy và Lục Tăng. Rồi ok. Thanh Thúy và Lục Tăng. Sáng có CM đây chị em mình. Đây ba con này CM. Ba con CM. XL em hết. Áo nam có cổ em lên rồi. Áo nam có cổ em lên rồi. Cái này có ba con size M. Size 57 đổ về. Trừ cho ai à? Trừ cho Nhật Nguyệt con. Nhật Nguyệt con. Nhật Nguyệt con. Rồi ok, nguyên còn 3. À còn 2. Còn 2 cái size M. Chị nào lấy 8M lên 8M. Size 57 đổ về chị em chứ ok. Nha, còn được 2 con. Chị nào lấy 6M lên 6M luôn dùng nguyên cái 2 con đấy. Rồi nha, chị nào lấy 6M comment lên 6M luôn dùng nguyên. À mã quần chip này em lên luôn cho em mình luôn. Từ từ. Quần nguyên đang mang à. Quần nguyên đang mang, quần nguyên đang mang. Thì xíu này em lên. Xíu nào nguyên lên nhé. Mờ cho Đặng Yến Lê còn một con M. Còn con M nữa là hết. Không có quần sọt nam 62 kg vậy. Không có nha. Rồi lên luôn dùng mã này là mã chip nam. Chip nam này thì nợ khách nhiều lắm. Nợ khách rất là nhiều. Khách nhà Nguyên cũng đặt thêm con này nhiều chị. Cái này em không đi con hai con nhé. Em đi từ 4 con đi. Đi từ 4 con nhé. 3 con đi. Đi từ 3 con. 6M còn không sao? 6M cho chị Linh Linh. Quần nam hồi nãy cả quần dài, cả quần quần lửng này là có cả 70kg. Nha, rồi lên luôn dưỡng mã này, mã chip nam, chip này chip xịn chứ không hơn. Thôi lên toàn quần nam. Quần nam em mới vừa lên xong. Quần nam xíu lại dơ lại mẫu hay sao? Chị nào bao 6 xíu em lai xong. Quần này là hàng thông hơi và là hàng nàng xúc nhá. Con này bao sướng, chị em mình nhìn cái lưng quần. Mã này là hàng đó chị em mình đi ra ngoài mà thì, ở ngoài thị trường không có nhiều con này. Thật sự luôn, cái này em đi chị em mình 25.000 con. Cái này bà ghi lại đi ba. Cái này ghi lại. Lên mã chip nam 25.000 con nhá chị em mình nhá. Áo đang mang đẹp thế à? Đẹp, phải sướng lắm chị ạ. Mang con này bao sướng luôn ý. Nguyên sẽ về cái này là có áo nữ luôn. Em sẽ về áo nữ cho chị em mình xem. Nha, cho chị em mình mua. Mà nó thật sự siêu rẻ luôn ý. Rồi ok nhá, chị nào lấy mã chip nam 25.000 một em. Này, chị em mình nào quay cặn luôn cho chị em mình xem. Toàn bộ là hàng này hàng thông hơi. Và có size đến 70kg. 70kg, 70kg, 70kg nhá. Chốt cái từng đó thôi, còn size chắc là tới 70kg thôi. Có size 1X, 2X, 3X, 3 size nha. Đến 70kg là ok. 1, 2, 3X 70kg là ok nha. Thậm chí mà anh nào gọi là 75 mà gọn gọn không có không có to quá thì là mang con này size 3X vô tư luôn. Vì hàng này hàng giảm nhiều mà toàn bộ là hàng thông hơi. 25.000 một em nhé. Hàng này không có ngồi không có nhiều ở ngoài thị trường đó chị em mình ơi. Bao sướng luôn nha. Chị nào lấy mã quần nam, lấy mã quần nam nha. Lên tuyết nam đi ba. Có chị 10 cái xe 70kg cho chị cứu râm. Cho chị cứu râm. Rồi nha. Lên tiếp luôn chị em mình mã quần nam này. À quên, mã nam này nè.
mã đôi mã dép nam nhé, dép nam, dép nam, dép nam, Tình Ngô phát hai đôi rồi, à quên, Tình Ngô phát đôi rồi. Rồi nha, chị nào lấy chip nào thì lấy chip nào đi, em lấy cho em mình mã dép này. Cái này em còn sai chi đó cả, sai gì đó, em còn sai gì, sẽ mua sẽ mang 4 mét, còn 40 và 41 thôi đúng không? 40, 41, 42 nhưng còn mấy đôi thôi, bước ra đi sợ. 40, 41 và 42 ok chip nam đi, ok chip nam đi, ok chip nam luôn, xong đi, chốt chip nam luôn xong rồi. Ok em sẽ rút ra bán cho chị em mình, bán tặng chị em mình luôn. Đẹp, đẹp chắc, khăn em hết rồi, khăn hết sành xanh rồi chị ơi, hết sành xanh khăn rồi. Rồi nha, ấn nam chưa, ấn nam chưa, có lên nam nữa không? Lên mã này là mã dép nam. Ok Trần Xuân Thu, lên cho chị em mình ấn đồ nam luôn mà đẹp lắm. Tình Ngô đang có đồ rồi nha, này hiện tại sẽ có 39, không đi hai cái, em đi từ 4 cái, đi từ 4 cái, chip nam đi từ 4 cái, không đi hai cái nha. Lẫn nam em còn xíu em lên, chip nam không đi hai cái, tư quý luôn dùng nguyên. Chị nào ok thì chốt, chị nào ok thì chốt, đây quay cận luôn cho chị em mình xem. Đẹp đẹp á, thun nữ đẹp 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 đẹp, có thun nữ nhà em nhiều mà, riêng nữ có, riêng nữ có. Cái này em còn mấy đôi, tầm 20-30 đôi chứ không có nhiều nhá, 20-30 đôi không có nhiều, chứ dù có đôi rồi mà. Thế chuyển qua đôi này đi, xong xe đôi nữa chưa xăng được áo thun à. Đây bóc ra phăng ra đi, bao nhiêu đôi size à? còn sẽ có 39 hả bà, 39 không, 39 40 41 42, 41 42. Từ từ chờ em xíu, chờ xíu chị có rồi chị ơi, có hàng màu này, có màu này, quay cận luôn cho chị em mình coi đã nè. Đây thế là phát ca. Này cái kia là không, cái kia đau đủ 2 ri chị ơi, chị bóc số lượng luôn dùng em, cái này có ít lắm, cái này có ít lắm. Thế phát cái gì, hai cua hay là cái quai này chốt đi. Rồi coi cái này bao nhiêu đôi size 39. 39 nha, 1 đôi. Sao còn có đôi 39 à? Đôi 39 nè, 39 còn đôi thôi cho chị Hà Tài. Em đi luôn trẻ mình con này 115.000. Hà Tài à? Hà Tài 115.000 đô nè, 10 đô lộn xộn, còn không? Còn có mấy đôi thôi, còn có vài đôi thôi. 39 còn không? 42 chị Trang Lê Kính. Con này trẻ mình mua con này tiết kiệm mình 50.000 một đôi, tiết kiệm được 50.000 một đôi nha chị em mình ơi. Cái gì mà Nguyên đã săn được hàng sale là bao giờ chị em mình yên tâm, bao giờ cũng là giá rẻ hết. Săn được hàng sale thì bao giờ cũng là giá rẻ hết. Trung Kiên Nguyễn 40, Hào Hào 40, Nguyễn Ngọc Bảo 42, rồi còn lại cho chị Ti Ti, chưa lại cho chị Ti Ti. Không có 40 nè. Đây là 40 nè, Hào Hào nè, Ngọc Hào chứ nhờ. À Trung Kiên Nguyễn. Rồi hết 40 rồi, Trung Kiên Nguyễn. Rồi ok em còn 42, 41 42, 41 42, 41 cho Hạnh Đò. Thôi còn 2 size bóc cho chị Ti Ti vài đôi thôi. 41 cho Hạnh Đoàn, 41 Hạnh Đoàn, có không? Thôi còn mỗi 42 thôi chị em mình thôi. Còn mỗi 42 thì cho Ti 42, Ti 42 ba ghi đi. Từ từ đưa cho Hạnh Đoàn mấy chứ còn Ti bóc. Ti mấy đâu? Ti 1 đôi 42 chị Hà. Ti 1 đôi 42 Hạnh Đoàn, à có gì ta, Hạnh Đoàn nè, Hạnh Đoàn nè, hết 40 rồi. Chị Nguyễn Ngọc Bảo 42, còn 42 thôi. Nguyễn Ngọc Bảo 42, 40 em hết rồi, còn 42 thôi. Thôi còn lại bỏ chị Ti đi, còn lại bỏ chị Ti đi. Hắc mệt lắm, mấy nè sang hàng sale chị em mình mua được cho nó rẻ, thôi bỏ lại cho Ti, nhưng mà nó lại tẻ mệt lắm, lại tẻ mệt lắm.
Mua một đôi này tiết kiệm được 50.000. Có đen cả. Đen thì có. Không có đen. Không có đen. 115.000. Đi dạo quanh khắp không có giá 115.000. Đảm bảo luôn. Nha, đảm bảo luôn chị em mình luôn. Hết rồi chị ơi. Hết mã đó rồi nhá. Cái đầu sọ, đầu sọ này. Sọ đâu? Thôi cái đầu sọ. Đôi sọ này à. Đôi sọ này 40 rồi. Đôi sọ này 40 rồi. Đôi sọ này 40 và 42. Đôi sọ này là 40 và 42. Tình Ngô đang lăn tăn giữa đôi này, mang đôi nới rồi mà thấy đôi này nó cũng đẹp. Nè, quay cận luôn cho chị em mình xem nè. Cái này chắc không biết bao giờ nó đứt cái chị em mình đâu. Thật sự luôn, đôi này thì không biết bao giờ nó đứt ấy. Để mua đôi dép mới. Lên mã này là mã 2 dây đi. 2 dây nhé, riêng đường em có. 2 dây này có 40. 42, 42 cho chị TT. 42 TT. Nha, có 5 đôi 42. 5 đôi 42 và 5 đôi 40. Không có 41. 42 chị Nhi Huỳnh đi ba. 5 đôi đi, chút 5 đôi thôi. Cho Nhi Huỳnh. Chút 5 đôi cho Nhi Huỳnh. Nhi Huỳnh đi. Sỏ. Nhi Huỳnh. Nhi Huỳnh 42 chưa? 5 đôi rồi. Không, một đôi thôi. Nhi Huỳnh 42. Thuận Nguyễn 40. Thuận Nguyễn 40 chưa? Kiều Trinh 40. Kiều Trinh 40. Ni Phạm 42. Ni Phạm 42. Nè, cái này nó dập hết nè chị em mình. Hồ Lành 40. Hồ Lành 40. Ánh Ly 40. 115.000. Trời, mua cái đô này chị em mình tiết kiệm toàn bộ. Cái này là hàng người ta gọi là khắc, giống như khắc ấy. Khắc hết nha. 42 cho Châu An Nguyễn. 42 cho Hà Kiều. 42 cho Nguyễn Ngọc Bảo. Rồi ok. Qua. Qua nhá. Qua qua qua. Nó thật sự mua cái này chị em mình tiết kiệm được rất là nhiều tiền đấy. Rất là nhiều tiền. Hả? Đâu đen. Đâu? Đen đâu? Cái coi sao gì? Coi cái này có mấy đâu? Bà coi cái này như là hàng này rẻ hơn. Cho chị Ngọc Hào 42. Hàng này là hàng công ty. Mã này nó rẻ hơn xíu. Mã này nó rẻ hơn xíu. Đôi này thôi cực bền. Nhưng mà mẫu mã thì nó cũng không đẹp bằng mẫu kia thôi. Nhưng mà cực bền. Hàng này hàng công ty này chị ăn nè. Mã này cực bền. Cái này gọi là đi không biết tới bao giờ cho nó đứt cái này. Cái này mà đi làm hồ làm đồ cũng được luôn ấy. Đi làm nông cũng được cái đôi này nha, nhưng mà không dễ chị đứt. Nói chung là đôi này không dễ đứt. Đôi này nó bền hơn cái đôi kia đấy, nhưng mà nó rẻ hơn. Đôi này rẻ hơn nhưng mà còn size nhỏ thì size mấy sao? 38 39. Còn 38 và 39 thôi. Mã này chỉ có 38 và 39 thôi nha. Đế này là gì? Đế tu đúc à? Còn 38 và 39 thôi. Mềm. Mềm lắm, sướng lắm luôn. Cái này đang thấy được cái chân ta. Bước đây. Bước đây. Bước rồi. Bước rồi. 38 và 39 nha. Đôi này có 38 và 39 thì chị em mình nhìn phôm. 38 và 39. Mã này thì đi là 89.000. Đế này là đế su đúc. 39 cho hồn là. Cái này chỉ có 38 và 39 thôi nha. Ui trời, mày sợ luôn. Mày, này, đã lắm luôn ý. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Chỉ có 38 và 39 thôi. Đôi này sẽ giá là 89.000 đôi. Nè, chị em mình ơi. Chị em mình ơi, siêu đã luôn, mềm lắm. Từ từ à, từ từ, em ơi chị 42 trước nha, ok. Nha, cái này thì lên luôn dùng mã 89K kèm luôn dùng cái size chỉ có 38 và 39. Chỉ có 38 và 39 cái mã này nhá. Trời ơi, mang đôi này thì không biết bao giờ nó đứt. Cái này thì tung tung tuổi hơn xíu. Mang này quá ok luôn chị em mình ơi. Nha, lên mã 38 và 39. Thế? Không mai 38 còn mà còn 39 không à. 39 thôi. Qua. Qua nhá. Qua nhá. Rồi chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhá. Ôi trời, 39 đó bà ơi. Còn khách đặt 39 cho ai chọc ai 38 hết.
Rồi qua nha. Qua mã này chị em mình. Hả? Còn không? Còn 39 không? Rồi nha, qua cho chị em mình x nữ đi nha. Đâu mà là ba mấy? 38. Có cái 41 nè. 41 kìa. 41 gì Thuận Nguyễn kìa. Rồi ok, qua nha, qua. Lên đổi mã nha chị em mình ơi. Ui cái này có một con trắng size L thì coi. Cái này có một con trắng size L thì chị em mình. Một em trắng size L. Quần dài nè, ok từ từ chị em xíu. Một con trắng size L, chị nào lấy trắng XL lên trắng XL luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Tinh độ nên là hết. 49.000 size 65 68. Phát hồng phía sau là 179.000. Áo phao hàng công ty, phao bomber hàng công ty. Ít lời chị Nguyễn Cherry. Nguyễn Cherry có một con. Nguyễn Cherry có một con. Chắc là hạ cái like xuống đi ba. Ngồi để bóc cho nó dễ đi ba. Đứng biết mỏi chân quá. Hạ cái like xuống, ngồi xuống luôn, bẹt luôn dưới đất, bóc luôn đi. Bóc hàng luôn, lẻ đi sale đi cho nó gọn. Cả nam cả nữ. Từ từ chờ Nguyễn hạ cái like xuống xíu. Cái điện thoại xuống xíu. Rồi xíu nè. Xíu nữa. Rồi ok. Được rồi. Có đồ bé. Thấy bung không có móc 10. Cái nào hồi nãy cho ai quên mất tiêu. Thì lên nha. Cái nào hồi nãy cho ai quên mất tiêu. Cherry à? À Nguyễn Cherry. Ok chính Nguyễn Cherry. 49.000. Để bóc cái gì sale cái đó. Bóc cái gì sale cái đó nha. Thấy bung móc rồi hiền trang nha. Bóc cái gì sale cái đó nha. Ôi còn cái này đen XL. Đen XL. Không chị ơi. Không. Không. 18 XL có một cái. 49.000 nha. 6XL nguyên có một cái 49.000. Chị nào lấy 6XL? Chị Kiều Dung có rồi. 6XL đi chị em mình ơi. Có một con 6XL nè. Ai mà lấy 6XL lên 6XL size 65 68 49.000. Con này từ đầu chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên. Cái này là còn size S nè. Còn size S nè, có một con đen này size gì đây? Đen size XL luôn. Cái tên của Nana nào phải của chị ít bữa chị đem lại. Ok. Đen da trăm không? Xám đó. Xám. Cái này là Thanh Nguyễn. Đen đây nè, đen cho trăm fan, à, trăm phạm. Rồi ok chị nhá. Ok. Ôi. Có con này 2XL, ai nhanh có. Con này hồi nãy đi bao nhiêu tiền ta? 55.000 nè, hay 59.000. À đó rồi, 55.000. 55.000, lên mã này là mã 2. Áo phông có, lên giờ luôn đây, từ từ chờ em xíu. Mã bolo nè, bolo nhá, bolo nè, bolo 55.000. Size hồi nãy chị nào dặn đấy mà giờ không nhớ được. 55.000 nha, chị nào lấy bolo lên bolo. Ok, Khang Trang. Lên mã xanh 2X nè. Ơi, xanh 2X, size 75kg là mang ok. Xanh 2X nhá, chị nào lấy xanh 2X chút lên xanh 2X chút nguyên ngày. Xanh 2X, ôi chị. Chị Như Hà đây. Đây chị Như Hà đây. Như Hà đây này. Như Hà này. Xanh 2X. Xanh 2X. Cọc này còn 2X chứ mới sướng chứ. Còn cái xanh 2X cho TT này. Rồi đen 2X luôn. Đen 2X nhá. Chị nào lấy đen 2X comment lên đen 2X luôn dùng nguyên. Chốt lên mã đen 2X dùng nguyên nhá. Đen 2X áo polo size 75kg độ về là chốt ok. Nha chị nào lấy mã này lên đen 2X chốt nguyên nha, từ từ xanh 2X hết rồi. Ring ngố em không? Không có ring ngố nhá. Chị nào lấy đen 2X chốt lên luôn dùng nguyên đi chị em mà nó có 4 con màu đen 2X. Như Hà. Đen chị Như Hà luôn. Đen cho Như Hà luôn. Rồi chị nào lấy lên luôn dùng nguyên nhá. Còn đen 2X đấy. Còn mấy con đen 2X chị nào lấy đen 2X chốt lên đen 2X chốt nguyên. Còn đen của này. Lên nó cái cọc này rồi chuyển qua chị em mình ít nữ đi. À rút cái con quần quần dài lên từ đầu lai sao? Đen 2X cho chị Hà Kiều kìa ba. Đen 2X cho chị Hà Kiều. Hà Kiều. Đen dạ, cho trên Anna. Đen cho trên Anna luôn. Đen trên Anna luôn. Xanh này có một cái CM. Xanh này có một cái CM cái 2X. Riêng dài chắc em không đâu. Riêng dài em không. Mà xiên từ từ. Để coi từ từ.
đang hãy cho chị Lục tăng luôn ba. Cho chị Lục tăng luôn. Rồi nha. Xanh này cá size M tầm 57 đổ về. Có cổ 55.000. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Ai ba. Ai mà thả lấy được ấy. Xanh hãy cho chị Hà Kiều. Xanh M cho Phi Nguyễn. Cho Hà Kiều. Xanh mời cho Phi Nguyễn. Xanh mời cho Phi Nguyễn. Rồi ok. 55.000. Đen này còn 2. Xanh hết. Đen này còn cá CL và cá 2X. Hai kiểu khác nhau nhé. Đen này còn cá CL là size 62 đổ về. Size M là tầm 57 đổ về. Size L tầm 62 nhá. Và size XL là 65-68 nhá, và size 2X là đến 75kg, quay đà là bao ok nhá. Tiếp lên luôn dùng nguyên con này. Con này nguyên có một cái CL nhá, lên mã đen L. Đen L có một cái. Chị nào lấy đen L lên đen L. Trần Thu Xưa. Đen L. Đen L Trần Thu Xưa. Rồi đen 2X. Đen 2X dùng nguyên nhé. Đen 2X, chị nào lấy đen 2X lên đen 2X luôn dùng nguyên. Đen 2X là size 75 đổ về. Chị nào lấy đen 2X, comment đen 2X dùng nguyên nhé. Không có chị ơi, từ từ để em coi. Em xong hết cái này em quay để em mình mở khác. Ấn đồ nam chưa? Đã ấn đồ nam chưa? Còn xanh, à còn đen 2X đấy. Chị nào lấy đen 2X 55.000, trời ơi quá rẻ luôn. Có một con này, xanh này xanh 2X này. Xanh con này 2X này. Chị nào lấy xanh 2X lên xanh 2X. Xanh này đến 75kg cho ai? 5 vừa vô. 5 vừa. Đen 2X cho chị Mỹ Trinh Võ. XL. Rồi mã này có MLXL. Hết rồi đấy. Mã này có MLXL, xanh 2X hết rồi. Mã này có ML và XL. Thế. Mã này đang còn ML và XL nhé. Chị nào lấy cái này. Đen 2X em hết rồi. Mã này em đang còn ML và XL. Nha chút lên luôn dùng nguyên đi chị em mà nói. ML và XL. Lên trắng ML XL qua mã nhé. Đây. Cho và sợ cái trắng CL cho Trần Sương Thu. Trần Sương Thu. Trắng L cho Trần Sương Thu. XL mẫu thu Trần. L xương thu đây. L xương thu. X là mỏng thu chẳng. CM cho CC. CM cho CC. CM cho CC. Rồi, gọn hết cái đống này rồi. Rồi còn cái đen. Đen 2X còn cái này. Chị nào hồi nãy đen 2X lên đen 2X chút nguyên. Đen 2X vẫn đang còn cái nhé. Còn cái đen 2X. Chị nào nói đen 2X chút lên đen 2X luôn dùng nguyên nha chị em mà nói. Đen 2X đang còn cái này. Đen 2X là đến 75kg á. Trắng XL em hết rồi. Đen 2X còn cái. Rồi xanh XL 65-68. Thế. Lấy đi. Thế. Rồi nha. Chốt lên luôn dụng mã này. Comment mã này là mã xanh. Xanh này toàn bộ là size XL thôi. Xanh này toàn bộ là size XL này. Với mấy cái chụp hình mẫu ba. Mấy cái chụp hình mẫu cho nó ba. Đằng sau lưng ba, ta lên luôn. Xanh này còn size XL này. Có cái nào mà size S thì trừ cho. Trừ cho con Vinh. S này. S này ba này. S này. 12X này. S này. S này. Ok, ba cái này được thôi. Rồi nhé, cái này em còn cái size 2X. Buma 2X. Buma 2X nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Trắng CL em hết rồi. Trắng CL em hết rồi. Còn ở đây đây là trắng CL đây. Trắng CL đây nè. Chị cho An Nguyễn. Cái này lên luôn dùng mã trắng 2X, con này 49.000 nhá. Có cổ là 55, cái này 49. Ngay chỗ cái đầu gấu ông xã coi màu xanh nó size gì sao. Coi màu xanh này size gì á. Đây này, đây, đó. Phước lại, phước lại, phước lại, phước lại.
Cái L à, màu xanh này đẹp. Thế thế cho ba cái này vừa này. Cái này sao vừa này. Cái L đi. Đấy. Ôi giời, màu này lại đẹp quá. Rồi nhá, xanh size L và xanh size M hai size hết. Hết nha, còn hai size thôi. Xanh này size L và xanh size M thôi. Trắng. Trắng hết L rồi. Màu xanh này 49.000 nhá, em còn size M và size L. Đứng lên coi. Xanh size L cho TT. Xanh size L cho TT. TT. Xanh size L cho Trần Phương thôi. Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn. Rồi ok nha, xanh L về Phan Thị Vy. Phan Thị Vy. Phan Thị Vy. Nha, trắng 2X, trắng 2X, trắng Puma 2X hồi nãy cho chị Mừng Võ. Thấy chị bà già Nguyễn rồi chị ơi. 2X hồi nãy cho chị Mừng Võ. Xanh size L cho chị Văn Hoàng. Đây này, 2X này, phải không? Có sao gì đó. 2X Mừng Võ. Xanh size L cho Văn Hoàng. Văn Hoàng. Xanh size L cho chị Phạm Phượng. Bà ơi, hôm nào xíu like luôn, xíu sao luôn, mấy giờ rồi, mới có 9:30 mà like còn cả tiếng này, còn rất được rất là nhiều mã nữa. Nguyễn Huệ Ruby còn cả tiếng nữa mà. Xanh này không có XL đâu chị ạ, còn cái size L và toàn bộ size M. M tầm dưới 60 nha, M là dưới 60, size L là đến 62kg cho chị Nguyễn Thị Ngọc Lành, là hết size L. Nguyễn Thị Ngọc Lành là hết size L rồi. Nguyên đang còn Puma 2X còn không cho chị? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi nha. Cái mã trắng xịn hồi nãy size XL, hồi nãy chị nào chưa có lên nè. Em còn size M thôi. Trần Thanh Hương này ta. Trần Thanh Hương. Trần Thanh Hương. Rồi, qua nha. Hết, 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 hết rồi. Rút cái quần. Mai chốt đơn chị báo bỏ ra đi chị ơi. Áo cá cổ này đang còn màu trắng, mã này là hàng thông hơi, hàng này đẹp lắm nè. Mã này 79k. Size 65, 68 toàn bộ là hàng thông hơi hết. Nên chị em mình hỏi, không đẹp nhưng mà nữ mới không được đâu. Toàn bộ có lỗ này nè. Cái phối lỗ nè. Xanh size L bỏ của chị Văn Hoàng qua chị Anh Lai Lương. Trời ơi, trời mà đi tìm Văn Hoàng bỏ qua Anh Lai Lương cũng mệt. Mã này 79k hồi nãy. Chị nào lấy cái này lên mã trắng XL 79k nhé. Trắng XL 79, vậy nào lấy trắng XL 79 lên luôn, dùng nguyên qua mã nha. Qua nha. Qua chị em mình ơi, lên đồ nữ xíu nhé, lên áo phông nè. Áo phông nhé. Áo phông, áo phông, áo phông. Cho chị Mộng Thu Trần 79, Mộng Thu Trần 79. Rồi. Qua áo phông quần riêng. Áo phông và quần riêng nha. Cái này em còn phần này cả. À quên, chưa lên cho chị em mình cái quần nam hồi nãy. Trắng XL cho Trâm Phạm luôn. Trắng XL cho Trâm Phạm luôn. Trâm Pha. Trâm Pha. Trâm Pha. Rồi lên luôn chị em. Không, tối nay em sẽ không lên đồ bát. Không lên đồ bát. Và rút cái quần nam hồi nãy. Quần nam hồi nãy những chị nào vào sau chưa có thì phát. Đây quần nam hồi nãy, quần này là quần hai da, trắng size 65 cho chị bà già Nguyễn luôn, 79.000. Bà già Nguyễn 79.000. Đây cái quần này lúc nãy chị nào chưa có nè, cái này thì có up trên trang đó nha, mấy chị đặt. Mấy chị đặt nhưng mà giờ không. Chị em mình nguyên up lên xong là nguyên like, trừ khi là up lên mà sớm sớm ấy thì là chị em mình gọi qua thì chưa hàng được. Còn mà không ấy là hết rồi. Hồi nãy con này đi bao nhiêu tiền sao? Quần dài nam. Quần này là quần hai da, xịn sò. Đến 70kg. 75kg. Bao nhiêu tiền hồi nãy sale bao nhiêu tiền? 79.000 nè. Phải này sale 79.000 không? Giờ hơi mất giá. 79.000 nè. 79.000 đi nha. Ba nhìn ái ba. Mà cứ thả mặt dặn hết đó. Cô có được không? Cô được cái chứ.
Quần nam nha. Chị nào lấy cái này lúc nãy chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nè. Lúc nãy chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng nguyên nè. Ủa đâu có bộ cái này quần rồi mà. Quần nam, cái này bà chốt lúc nãy đặt hai quần nam đi. Phải không? Hồi nãy em sale 79.000 đúng không? 75.000 à. Sẽ có sai, ghi lại đi ba. Hồi nãy em đi 75 hay 79? 75 rồi đó. 75.000 à. Chút đi. Chị Trần Sương Thu. Chị ơi lên cho em cái sai, nó sẽ có SML. Chị Quang Sĩ lên thông tin cho em SML, XL và 2XL nhá. 2XL đến 75kg độ về 72, chút 72 đi mang cho nó thông thả nhé. Được chưa? Chị em lên cho em số ký. Chút đến 72kg đi. Quần này là quần 2 da. Nó sẽ có dòng quần quần này và dòng quần quần lỡ này. Hình như có rồi đấy. Lên cho em cái số ký nha chị em ơi. Nhà lên số ký cho em. Lúc nãy chị nào chưa có chốt nhá, mã này em đi luôn chị em. 75.000 à, phải không? 75.000 nhá. Chị nào chưa có cái mã này lên mã quần nam, quần nam nhé. S và XL cho chị Tâm Nguyễn. S XL cho chị Tâm Nguyễn. Chị Quang Sĩ không có số điện thoại, lên thông tin trên like cho em đi chị ơi. Lên thông tin trên like cho em nha. Kèm số ký đi. Từ từ, quần dài đào like chút chị chưa. Ok, ok. Chị nào hồi nãy chốt trên like là chắc có rồi đấy. Chốt hồi nãy là có rồi đấy. Nha, quần này là quần 2 da. Thôi em đi. Ôi, cái này quần lửng nè. Quần lửng nè, nãy em đi bao nhiêu tiền? Tao Nguyễn Bích Xê. Tao Nguyễn Bích Xê. Vừa nãy em đi chị em bao nhiêu tiền? 55.000 hay 59.000? 55.000. 55.000 con. Chị em mình mua 2 con còn 99.000 nha. Cùng y là vải 2 da luôn. Đẹp lắm. Mai đồ đẹp lắm, nên là chị em cứ yên tâm nhá. Chị nào lấy mã quần lửng thì lên quần lửng. Chị nào vào sau hồi nãy chưa có quần lửng lên quần lửng nhá. Quần lửng và quần lửng đây. Quay cận luôn cho chị em mình xem. Từ đường kim mũi chỉ luôn nha. Vải này vải 2 da. Lửng kèm size, lửng kèm số ký đi. Chị em cứ lên số ký là ok. Vì đang là không biết mang size gì thì cứ lên cho em số ký nhá. Nếu như mà chị em mình không biết size, mang size gì thì lên kèm số ký đi. Cái này em còn sót mấy cái. Em đi nói luôn chị em, nhưng mà chị nào ok, chị nào mà đang có đơn hẳn chốt con này nhé. Không có đơn quần chút. 55k, 55kg. Quần 55k là quần lửng. Quần lửng là 55k. Còn quần đùi, à quên lộn, quần dài sẽ là 75k. Như thế nhá. Ok nhá. Rồi ok, em qua cho em mình nè. Chị ơi, chị Quang Sĩ, chị không có thông tin lại không chốt đâu. Phải có thông tin chứ không có thông tin lại không chốt đâu. Cái này em còn mấy cái nè. Em bán tặng nó nhé. Xong lên chị em mình đồ nữ nhé. Ít đồ nữ, ít quần, ít quần, ít áo. Cái gì cũng có hết nha. Lên cả đồ nữ, nãy giờ chưa lên đồ nữ. Rồi qua mã nha. Cái này bán tặng mỗi chị con luôn. Lên mã quần tắc, cái này là tắc 20D. Em còn sót được từ này con. Tắc 20D và hàng này là hàng Nhật nhé. Hàng này là hàng 135.000 con nha. 135.000 một con. Trẻ mình ghi lên rõ luôn dùng nguyên lửng hoặc là dài. Lửng hoặc dài dùng nguyên nhá. Lên mã này. Này tặng bao nhiêu tiền ta? Áo sao của em hà. Áo này là áo 145.000. Áo đó ăn xỉn. Áo khoác xỉn. Hàng đó là hàng với chị em mình sẽ mua với giá không dưới 200.000 con nhá. Em qua luôn chị em mình cái này. Qua nhá. Ok, chị nào chưa có cứ lên cái mã đó đi. Em chúc cho chị em mình nữa nè. Em có từng này con thôi. Ok chị. Ok nhá. Có mỗi một màu này thôi. Có mỗi một màu này, không có màu gì hết. Thì chị em cứ lên rõ là hoa kiều đó là trừ 55k qua 60kg mà đã 70kg. Nhiều sai vậy. Lên luôn cho chị em mình cái mã này nha. Lên luôn dưỡng mã này là mã quần tắc. À, áo hồng của em là 175.000. Hàng đó là hàng 249.000 đấy. Hàng 249.000 đấy.
Cái này bịu giờ chị em mình mua rẻ rẻ nhất, chị em mình mua là tầm rơi vào 70.000, 65.000. Hàng này hàng tác của nó là 135.000. Hàng này hàng Nhật nhá. Con này hàng Nhật nhá. Lên luôn dưỡng mã này mã tắc. Tắc này là tắc 20D là. Nó dai hơn là tắc tắc dưới luôn á chị em mình. Dài hơn tắc dưới, mà tắc dưới người ta bán cho chị em mình bao nhiêu đô rồi. Nhiều chỗ người ta bán cho em 45.000 đô. Tắc dưới nhiều chỗ người ta bán cho em 45.000 đô. Cái này nó sẽ dai hơn cả tắc dưới nha chị em mình, nghe rõ luôn dùng đi. Dai hơn tắc dưới. Này không mở ra. Mở ra mình không có gấp lại được như người ta ấy. Nha, đây. Như hình người ta mang như thế này đây. Nha, có cả lên cả trên ngày luôn. Em đi luôn chị em mình con này. Tặng 19k. Nhưng mà ai đang có đơn chốt nhé, còn chị là không có đơn không chốt mã này. Lưu ý em còn từng này đôi này. Lên mã này là mã tắc dứa. Ông ơi lộn 19k đi, lên mã 19k lộn cái tắc dứa. Cái này nó sẽ dai hơn tắc dứa nhiều, em còn nó được từng này đôi. Nha, lên luôn những mã này, mã tặng tắc 19k. Tắc 19k nhưng mà chị nào đã có đơn hạn chốt nhá. Chị nào có đơn hạn chốt, chị nào không có đơn đừng chốt nhá. Chờ chị Mỹ Lan coi. Hàng này là hàng 20D lận, chứ không phải 3D 4D đâu. 20D. Nha cho chị Hà Kiều. Tâm Nguyễn Mixi Trăm pha cho chị Huỳnh Thị Thọ này, cho chị Lục Tăng này, Huỳnh Thị Thọ, Lục Tăng này, Hiền Ngọc này. Nghe cái giá này chị em mình giật mình luôn. 19k Hiền Ngọc này, cho chị Nhiên An này. Nhiên An, Trinh Anna này. Trinh Anna này. Thị Thị Quen này. Triệu Mỹ Lan thêm đôi này. Bà già Nguyễn một đôi này. Thương Nguyễn đôi. Rồi còn nó 4 đôi, chị nào lấy phát. 19k. Thương Nguyễn không giáo, Thương Nguyễn ghế nhà ấy. Rồi nhá, chị nào chưa có cái mã này thì phát luôn dùng nguyên nhá. Rẻ, em nói rất là rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Rồi cái này cũng còn được mấy con, em mang thử luôn cho chị em mình xem. Từng này con thôi. Nha, cái này em sẽ mang thử luôn cho chị em mình luôn. Mang cái màu hồng nhá. Màu hồng ít chút, lên màu đen nhá. Lên màu đen. Cho Trần Thanh Hương đôi. Rồi ok, qua nha. Đây, lên chị em mình đồ nữ đây. Cái này có mấy con, chưa tới 15 con đâu. Chưa tới 15 con, Nguyên sẽ mang thử luôn cho chị em mình luôn. Tay này chị em mình lấy 60 cho chị em mình thôi. Riêng con này chị em lấy 60 chị em mình chốt ok con này luôn dùng Nguyên nhé. Áo nữ nha. Con này là áo nữ chị em mình nhá. Em đây luôn cho chị em mình nè. Sao này chị em dưới 60 là chị em mình chốt đẹp. Dưới 60 là chị em mình chốt ok con này luôn nha. Lên luôn dùng nguyên mã này. Comment mã này là mã cổ đen. Cổ đen nhá. Em có 4 con, toàn bộ là theo hết. Toàn bộ là theo hết. 5 con. Lên mã cổ đen, con này chắc có tông tàu nhé chị em mình ơi. Dòng có tông tàu. Và sao chị em mình 60 chị em mình vẫn mang được con này. Toàn bộ cái này là theo hết. Tay đẹp lắm. Em đi luôn chị em mình luôn nè. Lên mã này là mã cổ đen, toàn theo. 63.000 con này. Con này thật sự rất là rẻ đấy. Quá rẻ luôn. Nha, có tông tàu. Tay thường thường là Boris là nguyên đi chị em mình là 59.000 đúng không? 59.000 nhưng mà form nó không to. Cái này hàng to, ngang như là Boris luôn, viễn giảng nhiều nhá. Có 5 con màu đen. Chị nào lấy cái mã này lên mã cổ đen 63.000. 63.000 nhá, từng nữa con cổ đen thôi. 63.000, cổ hồng. Cổ hồng có 3 con. 63.000 con nhé, chị nào chờ áo thun thì tranh thủ lên áo thun đi. Cái này từng này con nữa là dứt mã luôn rồi đấy, không có hàng về nữa đâu nhé. Nên là chị em mình tranh thủ, có 3 con màu hồng, 5 con màu đen, 5 con màu đen và 3 con màu trắng, 4 con màu trắng, 4 con màu trắng, từng nửa con thôi nha. Hồng chị Tâm Nguyễn Mixi, hồng Tâm Nguyễn Mixi, rồi nhá, 4 con màu trắng nữa là hết. Cổ đen cho Hà Kiều, cổ đen cho Hà Kiều, 63.000. Nhận hàng con này rồi chắc đẹp. Em cảm ơn chị Văn Hoàng. Em hết rồi đấy. Nắp được từng này con đã lái hết rồi này. Đây là chị nào chưa có tranh thủ phát luôn dùng nguyên nhé. 63.000.
63.000 lên coi cổ đây. Cổ hồng thì triệu Mỹ Lan. Rồi ok nhé. Có trắng, trắng cũng đẹp. Trắng cho chị Phan Thị Vi. Trắng cho Phan Thị Vi. Rồi ok, chị nào chưa có cái mã này lên đi nhé. Trắng cho Phan Thị Vi. Chị nào chưa có trắng comment lên trắng. Sau đây chị em mình một mã quần nữ. Một mã quần nữ. Một mã quần nữ, mã này mã quần gì? Trắng cho chị Trinh Anna. Trắng cho Trinh Anna. Trắng cho Trinh Anna ngồi đây cho nó dễ bóc hàng để xem. Dễ bóc hàng để xem. Con đó là 63.000 chị em mình nhá, 63.000. Ôi giời ơi, mì tàu. Mì tàu nha. 55 đổ về. Để cái lờ hết à. Mình có cả L và XL, cái này phải tẻ rồi. Lên luôn cho chị em mình nhá. Size 55, chị nào gọn lên 57. Nhớ luôn dùng nguyên là mì tàu. Xịn đẹp lắm chị em mình ơi. Này. Nguyễn Huệ Ruby. Ok, Nguyễn Huệ Ruby. Nha, lên luôn dùng mã này là mã mì tàu size L đây này. Size L cho chị em mình tầm 55 đổ về chị em cho ok. Trắng hết rồi bà, trắng còn không? Trắng hết rồi chị ơi. Em còn màu hồng và màu đen, hết màu trắng. Hết trắng 63 rồi. Em đi luôn chị em mình con này giá 49.000, nhận hàng con này về đi chị em mình ơi. Nhận hàng có con mì tàu nhận nguyên về đi. Chắc có đã không? Size L nhá. Size L cho chị Thúy Thanh. 49.000 nha chị em mình ơi. Đẹp miên man luôn. Đẹp miên man luôn. Size L nhá, cát đai luôn. Chị nào lấy L lên L dùng nguyên nhá. Cát đai. Cổ đen còn không ba? Cổ đen chị Lục Tăng có rồi chứ. Lục Tăng có rồi. Mì tàu size XL thì Đặng Nhã Can. Rồi con XL rồi. XL cho Đặng Nhã Can. 49.000. À XL đây nữa nè. XL cho chị Phương Như. XL cho Phương Như. Phương Như đang không có say mờ chị ạ. Phương Như. Xin lời cho chị Văn Hoàng. 49.000. Văn Hoàng và Châu An Nguyễn. Văn Hoàng và Châu An Nguyễn. Mì tàu. Ha, sướng lắm luôn. Mang thử con này đi chị em mình ơi. Văn Hoàng và Châu An Nguyễn xây lờ. Còn xây lờ thôi. Lời cho Kim Ngân. Lời cho Kim Ngân. Rồi ok, còn con xây lờ. Còn con xây lờ giá 49. Chị em mình tranh thủ phát đi. Tranh thủ mà phát đi chị em mình ơi. Đẹp lắm. Còn con xây lờ nó có nhiều lai lắm. Nhiều cạp lắm. Xây lờ cho Nguyễn Hương nữa là hết. Nguyễn Hương nữa là hết nhé. Hết xây lờ cho chị em mình ơi. Hết xây lờ nhá. Em ngồi đây em bóc chúng cái gì em theo cái đó đó. Bóc giống gì xe cái đó nha. Cái này xe S này, đai không sợ mang. Xe S luôn rồi đi. S cát xa, cát đai luôn. S cát đai em sợ mang chị em mình xe S cho chị em mình form nè. Chờ em xíu một xíu nha. Mang thử cho chị em mình cái con quần xe S. Chờ em xíu 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 nha chị em mình nha. Xe S, xe cho chị em mình tầm 50 đổ về. Gọn 52 nha. Gọn là 52 nha chị em mình ơi. Mang cho chị em mình nhìn form cái con mì tàu nó ra như thế nào. Chắc con này bao sướng luôn. Size S đi. Chị nào lấy S comment lên S luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. S nha. Đây, form quần. Đẹp lắm. Mì này là mì tàu. Đấy, ngang như là chị em mình mua mì đây đỏ ấy. Đẹp lắm. Em đi luôn chị em mình con này giá 49.000. Rẻ. Lên mã S luôn dùng nguyên đi chị em mình nhé. S49. Chị nào lấy S49 lên S49. Sơ mi của nữ em còn ít lắm. Nguyễn Hương này, Nguyễn Hương gái lái à. Để cái con của chị Nguyễn Hương đó, Nguyễn Hương gái lái đó ba. Rồi nha, chị nào lấy mã mì S. Comment mã mì S này cho chị Trinh Anan. S cho Trinh Anan. S cho Trinh Anan. S cho Trinh Anan nè ba. Cho chị Lê Tiết Đặng. Đẹp lắm. Hả? 49.000. Lê Tiết Đặng. Lê Tiết Đặng. Thay Trần. Thay Trần. Thay Trần. Ngân Nguyễn nè. Ngân Nguyễn nè. Ngọc Nga nè. Riêng mà mang mì tàu thì nó không bị sù lông, không bị cắn chỉ nha. Ngọc Nga mà mang con này bao sướng. Phát luôn mấy con, em đã nói cho chị em mình là phát luôn mấy con đi để dành mà mang.
Còn CS, CL chưa có chị ơi. CS, CS, CS chưa thấy CL đâu chị ơi. Cộng này toàn S thôi. Lên mã mì tàu CS đi. Thì nào lấy S lên S luôn dùng nguyên nhé. Cái này toàn S là S thôi. Toàn size S là size S thôi. Rồi cái này size M. Size M chị em mà 55 đổ về. M nhưng mà cái này nè. Cái này lưng của nó là lưng có thu, nhưng mà chị em mình nguyên quay cận luôn cho chị em mình nhìn cái sợi dây rút của nó này. Hàng xịn có khác nhá. Đã lắm luôn. Đây. Size 55 đổ về. Lưng thun này. Có mà. Ad cho chị Minh điểm lên thông tin cho em. Chị em mình nhìn cái phần lưng của nó này. Cái riêng cái này nó có phần dây lưng nhá. Thấy đâu. Ở phòng có mà. S là 52 đổ về. Đây này chị em mình này. Riêng cái này có cả dây lưng này. Nha, cái này size M. S đây. S đây. S nè. Áo phong từ từ nha. Em lên đang xem. Con này mang bao sướng, này mang hai quần đó chị em mình này. Riêng cái phần dây lưng rút cũng xịn sò. Size M. Cho chị em mình tầm 55 đổ về là chị em cho ok. Nha, chị nào lấy mã M lên M luôn dùng nguyên nhá. Bóng bỏ xuống cho cặp hai cặp áo thun ra. Để lên áo thun khách kêu. Khách kêu áo thun. Bỏ cặp hai cặp áo thun đi. Rồi nha, lên luôn dùng mã M, không còn size to chị em mình á. Cá còn size to. Size L đi để từ. Không chị cũng được bỏ xuống đi. Cái này quần ngố rồi. Quần ngố này 59.000. Ngố này dành cho những chị em mình mít có áo phông rộng. Ngố. Ngố là 59.000 nhé. Chị nào lấy ngố lên ngố luôn dùng đi. Mời cho chị Thúy Thanh. Mời cho Thúy Thanh. Mời cho Thúy Thanh. Rồi ok, xuống nó thun đi. Lên nó thun nhé. Phông rộng 49.000. 49.000 phông rộng giờ không biết là em bóc trúng cái gì em lên cái đó nha. Em bóc trúng cái gì em lên cái đó thôi. Ngố cho chị theo trần. Ngố đây theo trần 59.000. 59 hay 49? 59, ngố là 59.000. Cái mới hồi nãy là thấy. Hồi nãy là 49.000. Xây mở trong tiên Nguyễn là 49 nha. Đùi là 49. Ngố 55 đổ về xây L. Trung Kiên Nguyễn là 49 nè. Tam Nguyễn Bixi. Cái này chị em mình sẽ mang ôm ôm. Ôm ôm, nói chung là kéo qua khỏi mông là ok. Nhá, Tam Nguyễn Bixi. Ngố xây L. Đang không thấy ngố xây S đi chị ơi. Còn bộ là ngố xây L đó. À đây ngố S. Ngố S chị Ngọc Nga. Ngố S chị Ngọc Nga. Bây giờ kiểm tra cái S này. Ngố S cho Ngọc Nga. Ngố S cho Ngọc Nga. Ngố L cho chị Thúy Thanh. Ngố L Thúy Thanh. Ngố L chị Mỹ Lan. Triệu Mỹ Lan. Thanh Thúy. Ngố L cho Triệu Mỹ Lan. Triệu Mỹ Lan. Ok nè. Quần đang mang cho chị cho bé heo. Quần đang mang là xin mời cho bé heo. Ủa. Chị Hoa Dung Nguyễn Thị là bảo là F0 không ấy được mà chị đặt hàng thêm để làm gì? Xuất hàng cực kinh khủng luôn. Triệu Mỹ Lan quần ngố coi Triệu Mỹ Lan à. Quần mát. Quần mới sao là bé heo. Quần đang cầm mới vứt xuống là bé heo. 49 nha. 49.000. Chị Thúy Hoa Dung Nguyễn Thị chị chốt chơi hả chị? Đi đơn rồi, xong đi đơn rồi bảo là đừng có gửi hàng nữa. Vì khu chị bị vùng đỏ, họ rào. Xong đi đơn rồi giờ phải hoàn. Bây giờ lại vô đặt hàng là như thế nào? Mệt như chị chả hiểu được luôn ấy. Hàng thì đi rồi, bảo là không nhận được hàng đâu. Trong khi em phải chịu tiền ship cho Nguyễn Hương. Giờ lại vô đặt hàng nữa. Mà một mớ hàng chứ phải đâu. Gồm mấy cái like đó. Mới cho đi đơn đó. Nguyễn Hương nhiều chị chốt hàng cực dễ sợ. Nó tới nhân viên nhắn tin kêu giống như là năn nỉ để đi hàng.
còn cặp áo nào á, quần nào. Rồi ok, cái này em lên cho em mình luôn đúng không? Cái này quần dài, quần đuổi dài, quần đuổi dài nhá, quần đuổi dài. Con này size M, size 52 đổ về. Đuổi dài con này bán tặng chị em 39.000 luôn. Quần đuổi dài nhá, hàng này bèo người ta bán chị em 79.000. Bèo bán 79.000 nha. Lên mã đuổi dài 39.000. Cái này cũng giống Mỹ Lê đó. Mỹ Lê à? Nó cái lẹ mắt ta. Mỹ Lê hôm bữa cũng như thế. Chút mớ. Không bao giờ chút đơn được hết chị em mình. Nhiều chị không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. 39.000. Cái mã này mã ngố mày, con này đẹp hàng tàu. Chị Mỹ Lê kia cũng như thế. Xong cái hai đơn không có đơn nào chút được hết. Xong nó cái im luôn, lặng luôn mà mua cả mớ. Mà trong khi mình cũng là một người bán hàng, vô trang cá nhân thì đài, mà em thôi, mắc công. Rồi nhá, lên luôn dùng nguyên cái này. Cái này có một cái size F này. Size F này. Size trẻ mà 52 đổ về, con này cực đẹp luôn, 59.000. 59.000. Tuổi già em hết rồi. Con này là mì, nhưng mà là mì tàu. Lên mã ngố luôn dùng con này đẹp đó chị em mình đó. Phải đơn ngày nay chị bảo là đừng đi đơn của chị nữa, chị nhận không được. Đơn chị ở vùng đỏ. Bây giờ chị đang ở vùng đỏ mà chị đặt hàng thì làm sao? Sao mai lại xả à? Cho chị minh điểm này. Minh điểm này. Con này đẹp lắm. 59.000. Con này size 57 đổ về, 55-57 này. Lên mã L, 59.000. Mấy con này đẹp lắm, nói chung là con này túc tắc luôn. Này trẻ mình này. Mà đi luôn trẻ mình 59.000 này. Này, hàng này toàn bộ là hàng xịn hết. Size 57 đổ về thì trẻ mình chốt ok. Lên mã L, 59. L, 59, 57 đổ về thì trẻ mình chốt đẹp. Trẻ mình nhìn phôn quần nguyên. Đúng sai trẻ mình nhìn phôn quần này. Đẹp chưa? Lên mã L dùng nguyên nhé. Chốt mã L. Ad đang mang hả chị ơi, người ta chốt rồi. Lên mã L 59, M L lửng ấy. Hàng này nó đẹp đến cái dây rút lưng luôn. Đẹp đến cái dây rút lưng luôn, xịn sò đó chị em mình nhìn. Đấy. Anh chàng. Con này lên mã 39.000. Size M, size 52. 39 con này chắc đuổi xước. Không có XL. Con này là đuổi xước nha chị em mình ơi. Đây quay cận. Quay cận luôn cho chị em mình xem hàng nha. Lên mã M 52 đổ về, con này dòng đuổi xước nha. Đuổi xước này chị em 39 nha. Lên mã đuổi xước 39.000. Chị nào lấy đuổi xước 39 lên đuổi 47kg. Em đọc cái nào size F thì chốt cho nó dễ. Con này size F này. Lên mã ngố 59k. Ngố 59k. Chị nào lấy ngố 59 lên ngố 59k luôn dùng nguyên nhé. Quần ngố 59. Cái chị bấm mà không. Cái chị Nana đang cái cáo máy ta thấy toàn tả mặt dặn hết trơn. Nè. Rồi nha, lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn dùng mã S. Mà đuổi xước, xước 39.000. Con này size S này. Lên mã này là mã ngố. Đẹp lắm chứ. Chị em mình nhìn form này. Quần đã lắm luôn, mà xước. Chị ơi, chị Nana đừng có thả mặt dặn nữa. Mà sao cứ thả mít chứ trời. Xước hết rồi nha, bà già Nguyễn có rồi. Cái này bao nhiêu đây? Ấy này bao nhiêu? Ấy nó 59. Con này tặng 39 can. Con là quần giãn chéo. Giãn chéo size 55-57. Con này đi chị em 39.000. Nha, lên mã giãn chéo. Chị này sao thế? Lên mã giãn chéo. Nếu chị nào lấy giãn chéo, comment lên giãn chéo luôn dùng nguyên nhé. Giãn chéo đi chị em 39.000 giãn chéo luôn. Nha, comment mã giãn chéo. Rồi. Tiếp tục. Có cái nào là cái gì? Cái càng có rồi nha. Cái quần đùi à? À cái này quần ngố rồi. Cái này ngố rồi. Ba bỏ quần à. Ba bỏ ấy xuống chưa? Áo thun xuống chưa? Đó, mình chưa rồi. Ok. Xác. Chị cho chị Ngọc Nga con này lắm. Chơi chị Ngọc Nga con này nè. 59k chị Ngọc Nga mà nó dài. Cái này quần nam 85.000. Quần nam 95 chứ phải 85.
95.000, sale 85.000, quần mì nam và mì tàu. Mì tàu nhé, size này dành cho những anh nam nào dưới 62, dưới 62 lên mã mì tàu nam, tiện tới cái lưng quần luôn. Con này đi chị em 85.000, quần nam 85.000, chị nào lấy quần nam chốt mã quần nam 85.000 quần nam nha chị em mình ơi. Con này chiều ai dặn, con này lúc chiều ai dặn rồi quên. Ốc xong đây chị em ước xong nhá. Con này phôm 60, con này phôm 60. Ok em chừa chị rồi, mố sẽ ép rồi nhá, chừa mố sẽ ép cho chị rồi. Rồi tiếp luôn dùng nguyên con này, em đi luôn trẻ mình con này nè. 39.000 này nha. Con này em lên trẻ mình 39.000. Comment mã chữ xanh 39 nha. Chữ xanh 39 con. Sao xích cái cây lai lại gần xíu là sao? Để bóc hàng lẻ lại cho nó coi. Xích lại gần xíu. Rồi ok. Được rồi. Con này đi trẻ mình 39.000, con này dòng đuổi lụa phôm 60 trẻ mình mau ok. Nha, lên mã này mã 39 xanh. 39 xanh luôn con. Nha, chị nào lấy mã 39 xanh lên 39 xanh luôn dùm. 39 xanh nhá, Nguyên đang có con đấy. Ai lấy 39 xanh chút 39 xanh luôn dùm nhá. 39 xanh đương nhiên à. Trời ơi, Thương Thái. Xanh đó. Xanh đó. Con này thun thái, phôm là phôm lửng, con này đẹp lắm chị em này. Hơi bị cute con này nhá, 57 độ về, phôm lửng như này. Em đi chị em mình con này 49.000. Lên mã này mã Thái Hồng 49. Thái Hồng 49, xanh cho chị Văn Cao rồi nè. Thái Hồng 49 nha. Phôm này 57 độ về hả? Con này hồi nãy 39.000. Con này 49.000 thun thái. Lên mã Thái Hồng. Comment lên mã Thái Hồng nhá. Chị nào lấy Thái Hồng lên Thái Hồng luôn dùng nha chị em mình ơi. Comment lên mã Thái Hồng. Mình cho hiền nha. Con này lên luôn cho mã găng. Găng này size 55 đổ về rồi. Găng này thì size 55 đổ về chị em chút đây. 55 đổ về nhé. Lên mã găng nu 39.000. Những con này dòng áo kiểu ấy. Găng nu 39 nhé. Có thằng con. Chị nào lấy găng nu 39 chút lên găng nu 39 ca luôn dùng nguyên nhé. Găng nu 39. Con áo hoa cúc này là áo phôm rộng size L nha. Có tông tàu. Lên mã L hoa cúc nhé. Có tông tàu. Con này bán tặng nó luôn chị em mình luôn. Găng nu cho chị Phương Như. Phương Như lên mã hoa cúc này xây lờ nhá, size đến 60 là chị em cho ok nha. Đi nó luôn chị em mình, phôm này không quá dài, phôm này nó lửng nè chị em mình, là size chị em thấy à, thấy không, phôm này lửng này không quá dài nhá. Em đi luôn chị em mình mã này lên mã hoa cúc xây lờ hết, tặng chị con đi. Lên mã hoa cúc găng nu biết rồi, lên mã hoa cúc tặng chị con nhé. Em đi chị em mình con này giá 43.000 luôn. 43.000 hoa cúc phản là cốt tông tàu phôm lẫn nha. Lên mã tặng hoa cúc 43.000 luôn dùng nguyên nhé. Ai lấy mã tặng hoa cúc lên mã tặng hoa cúc luôn dùng nguyên. Lên mã găng hồng găng trắng với giá là 39.000 hết găng nu này. Găng trắng này size 55 đổ về chị em cho ok nha. Chốt lên mã găng trắng 55 đổ về nha. Em đi luôn chị em mình con này với giá là 39.000 áo găng nhé. Nó gần giống như cái con áo mà chị em mình mua cái áo công ty 79.000 đấy. Đấy chắc như thế. Nhưng mà size 55 đổ về, hàng này hàng không sai. Hai con, một hồng, một trắng. Em đem cho em mình à, 39.000 luôn. Chị nào lấy mã găng kèm màu luôn dùm em. Găng kèm màu. Lên mã này mã Thái đỏ 49. Trắng cho chị Như, Phương Như. Trắng Phương Như. Comment lên mã Thái đỏ. Phôm to. Trắng Phương Như hết rồi đúng không? À trắng đây chị Triệu Mỹ Lan luôn. Còn một hồng. Cho Triệu Mỹ Lan nguyên còn hồng. Rồi ok, lên cho mã Thái đỏ. Phôm này chị em lấy 60 nhé. 60 và phôm này phôm vừa chứ không có quá dài, không phủ mông nha. Em đây luôn chị em mình con này 49.000 nhá. Comment là mã 49 ca luôn dùng nguyên nha chị em mình. Con này có tông tàu phối, con này thì cũng ta. Chị nào lại Thái đỏ lên Thái đỏ dùng nguyên nhá. Thái đỏ em đây luôn chị em mình là 49.000. Riêng mà thun thái với có tông tàu và thời điểm này chạy 49.000 thì nó quá là rẻ. Lên mã phối, phối này cưng nè. Phối này cưng nè. Lên mã phối cam, phôm 57, 49.000. Đấy chị em mình kêu áo thun thì lên chốt áo thun đi chớ. Sao mà im vậy? Mà Thái Phương Như, anh Chí nhờ 49.000. Rồi nha, lên luôn chung ảnh này mà phối cam. Phối cam 49, chị nào lấy phối cam 49 lên phối cam 49 ca luôn dùng nguyên. Thun thái xe 57.
phối cam, phối hồng, phối cam triệu Mỹ Lan, con này thung thái, phối hồng, phối cam, phối cam, phối cam, à, phối cam còn đây con, cây dị phương như, cây dị phương như, lên mã phối hồng, đi đâu hết, đi đâu hết, bảo lên thung là đi đâu hết rồi. Cả bên mã này mã phối hồng 57 đổ về là chị em cho ok nhé, phối hồng 57 đổ về, em đây luôn chị em là 49.000, 49.000 phối hồng có thằng con, thì nào lấy phối hồng, lấy phối hồng đi nhé. Phối hồng 49.000 nha, lên mã phối đen 49 luôn, phối đen 49, phối hồng cho chị Hà Nhi Hồng, Hà Nhi Hồng, lên mã phối đen 49.000 phối đen nha, toàn bộ là có tông tàu, phôm này 57 đổ về là phôm lẫn lẫn như thế này chị em nhé, 57 đổ về chút đẹp, lên mã phối đen, phối đen 49, chị nào lấy phối đen 49, lên phối đen 49 toàn bộ mà, giờ áo thun thì thời điểm này thì còn là còn lại lẻ lẻ như thế này thôi. Lên mã này là mã theo cam 49 cam luôn, theo cam 49 có phối đen, chị nào lấy phối đen, con này cũng có tông tàu và phôm này phôm 60 này. Cái phôm theo này là phôm 60 này. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên, comment lên luôn dùng nguyên, mã này là mã theo cam, theo cam 49.000 nhé, ai lấy theo cam lên theo cam luôn dùng nguyên này. Theo cam có 3 con theo cam, 3 con theo cam với giá 49, chị nào lấy theo cam lên theo cam đi nhé, theo cam giá 49.000 một em, chị nào lấy theo cam lên theo cam dùng nguyên, theo cam 49.000. Cái gì đây? Cái này có mấy con, mấy sạc nót luôn nè. Theo cam 40. Rồi con này bán sạc nót luôn. Size 7. Size 7. Tôi sẽ mang xe bãi cho chị em mình xem. Cái form này là form Becky nhé. Áo em đang mang còn, áo em đang mang là 63.000. Form này là form Becky nha chị em mình ơi. Quần ring nhé, nhưng mà nó giãn nhiều nha, ring này ring Becky nhé. Mang cho chị em mình nhìn cái form luôn nè. Ring Becky, bộ lụa em còn. Đây em đang mang size 7. Cái này là mang size 7. Chị nào tặng người như nguyên chị em mình chốt theo cam cho chị Nguyễn Hương, theo cam chị Nguyễn Hương, theo cam Nguyễn Hương đi ba. Cái này nguyên đang có size 27 nè, form này ring baggy và lưng thun nhé, bán tặng luôn chị em mình con này với giá là 75.000, hàng giả nhé chị em mình ơi, nè 75.000 và nguyên mang thực tế luôn cho chị em mình là mang size 27 nhá, mang size 27. Chị nào lấy cái này form là form baggy nhé, lặt la 75.000 luôn nha, chị nào lấy mã 27 comment lên mã 27 luôn dùng đi, con còn 29, 27, 26 nữa nè, 26, 27, 75.000 nhá, chị nào lấy lên, còn 26 và 27, trời ơi, mua con quần này giá 75.000 nó rẻ quá, này sale hết sức rẻ luôn, chị nào chưa có cái này lên, 75.000, không có size L, không có size L, có đến size 29, 29 nhưng mà chị em mình tầm khoảng 55 đổ về thôi. Cái này không có to nhé, riêng cái này không có to nha. Từ 55 đổ về là chị em mình cho ok nha. Em đi luôn chị em mình con này giá 75 nha. Nha, chị nào lấy mã này 75 kèm luôn dùm em cái size 75 kèm cái size. Chị em mình đi đâu hết, đi đâu hết. Làm sao này chân váy rồi. Ôi cái quần ring đi sale 75.000 mà chị em mình không mua thì phí. 29 vậy ta Nguyễn Mixi, ta Nguyễn Mixi 29 nhưng mà 55 đổ về rồi. Tao Nguyễn Bích Si 29 này. Rồi ok, còn 26, 27 cho tầm 52 đổ về thôi. 26, 27 cho tầm 52 đổ về thôi. Váy ra còn lộn xộn sai cái hàng phân sai ra. Lộn xộn sai giờ phân sai ra đã nhé. Rồi lấy cái gì đi chị em mình ơi. 48, em 50kg đây nè. 27 gì Trần Thị Nhung này. 48 lấy size 26. 48 gì lấy size 26 là ok. Cái này cho chị Trần Thị Nhung con đang mang. Trần Thị Nhung là size 27 nè, 75.000 luôn. Trần Thị Nhung 27 nè ba. Cái này có mấy bộ váy này lên mắt. Cái này đang còn sót mấy bộ bé, bộ này đang sale 79.000. 26 cho theo Trần, 26 cho theo Trần, 26 cho theo Trần, 26 cho theo Trần.
Cái này là còn lên ta lên tên các mẫu nhé. Con này size L cho nam. 47 kg lấy size 6 thôi cho chị Tâm Nguyễn. Tâm Nguyễn này, Tâm Nguyễn gì đó kia. Tâm Nguyễn. Quần em mang cái này mà hỏi quần nam em không chả biết luôn ấy. Chịu luôn ấy. Quần nữ chứ quần nam cái gì chị ơi. Rồi nha. Con này em đi luôn chị em mình luôn. 39.000. Comment mã này lên luôn dùng mã đen 62 cái độ về. Này nam mang được, nữ mang được. 39.000 lên mã sau 39 dùng nguyên nhé. Chị nào lấy sau 39 comment lên mã sau 39 luôn dùng nhé. Sau 39.000. Chị nào lấy sau 39. Cái này còn lên tinh lang tang thứ toàn cái này. Chị 39.000 con này nhé. Chị nào lấy sau lên sau. Lên mã lon. Lon này thun thái cà rốt top. Nè, phun với cà rốt top là phun lửng. 49.000 lon, con này đẹp không? Lên lon. Sao cho ti ti. Thun thái này ti ti nè. Thun thái này. Thun thái 49.000 đấy. Lên mã thái 49. Thái 49. Sọc này là cũng thun thái dạng crop top. Không. Giờ mà lên áo khoác. Lon cho ti ti luôn. Lon ti ti. Lên mã mũ, con này xinh lắm, cũng thun thái luôn. 49.000 luôn. Nha, lên mã mũ 49, chị nào lấy mũ 49 comment lên mũ 49. Lên mã phối vàng. 49.000 luôn. 55 kg à. Sạc cho ti ti. Thôi mai chị lên chị báo đi. Giờ nói cũng không nhớ đâu. Mai có lên thì báo nhé. Lên mã này là mã mũ em hết rồi. Vàng này cũng là thun thái, vàng phối. Tay 60 độ về, 49.000 luôn. Comment mã vàng phối. 49.000 vàng phối. Lên mã chữ vàng. Con này là Boris 55 độ về, 49.000 luôn. Lên mã Boris dùng nguyên nhé. 49.000. Nha, chị nào lấy Boris 49 comment lên mã Boris 49k luôn dùng nguyên chị em mà nó. Vàng nào? Vàng Boris hay là vàng phối chị ơi? Hai mã đấy. Lên mã chữ hồng. Size 55 độ về, chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Comment mã chữ hồng nhé. 49.000 luôn. Chữ hồng 49. Con này form nhỏ, form chị em mình 50 độ về. Comment mã này là mã tặng phối vàng cái gì? Phối vàng. Phương Như rồi ok. Chị nào lấy mã chữ vàng và chữ hồng, form 55 độ về nhé. Này. Con này lên mã nách. Tặng 25k luôn, size 50 độ về. Con này size 50 thôi chị em mình nhé. Lên mã nách luôn dùng nguyên này. Chị nào lấy nách lên nách 25k nách luôn. Chị nào lấy nách lên nách. Con này sơ mi kiểu. Mũ hồng sạp chốt rồi chị ơi, chị tê tê chốt từ trên rồi. Con này chị em mình mua thêm một cái áo bra, áo hai dây ở trong chị em mình mang dùng nhé. Size 60. Con này xinh lắm nhưng mà thêm nách chốt chị 60 thì vô sao không biết. Quần gì vậy chị ơi? Nách cho chị tê tê 25.000. Con này size chị em mình 60. Chị đang hỏi quần nào 60 kg? Nách bao nhiêu? Nách 25.000. Nách 25. Con này con này em đi chị em mình 19k đi. Nó mất cái áo dây ở trong rồi. Nha, có cái áo gọi là cái này mang sát ấy. Con này 60 độ về, con này đẹp lắm. Lên rõ chị Ngọc Nga, cái này không vừa đâu. Con này size 60 lắm. Con này sẽ không vừa, con này phông to, con này chắc đẹp lắm. Toàn bộ của nó là giống như là von ấy. Von mềm ấy. Cho chị Phương Như. Phương Như 19k. Lên mã thái, ui trời ơi. Lên mã thái vàng. Size 60. Quần em đang mang không, giờ hiện tại đang không có size to chưa? Đang không có size to. Rồi nhá, chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Lên cho mã theo vàng 49 theo vàng nhất nha. Chị nào lấy theo vàng 49 comment lên theo vàng 49k luôn dùng nguyên nhé. Theo vàng 49. Lên mã cổ này là hàng em đi luôn trẻ mình là 55.000. Em đi nói luôn trẻ mình, con này giá 49.000 luôn. Boris cổ. Phone này trẻ mình 60 vô tư nè. Con này xinh nè trẻ mình. Đi nói luôn trẻ mình con này 49.000. Boris nhé, giảm nhiều nhé. Rồi cho chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã cổ. Chắc xứng, con này toàn theo thôi. Nha, lên mã cổ, size này 60 mau ok. Lên mã cổ em đi luôn chị em mình là 49.000 cổ. Nha, thái vàng, thái vàng cảm văn chưa? Cảm văn chưa? Cái này toàn bộ là hàng có tên rồi đấy. Cổ, cổ cho chị Nguyễn Cherry. Này, toàn bộ hàng khách chốt rồi đấy. Con này 60 chị em vẫn mang được, lên mã cổ cam và toàn bộ cái này là theo này. Cổ cam nguyên có 1 cái. Chị nào lấy cổ cam lên cổ cam. Nha. Cổ cam, cổ cam. Cổ cam có 1 cái. Cổ cam có 1 cái nhé. Rồi lên luôn chung mã thái sọc. Thái sọc này form 55, form này form nhỏ. Còn một con cổ cam thôi và hết cổ 6 nhé.
Thấy cổ sáng kệ mình nha. Còn cổ cam, chị nào lấy cổ cam lên cổ cam. Lên mã này mã sọc vàng. Vàng vàng. Cam địa phương như. Sọc vàng, form này form 55 thôi. 49.000 nhá. Thung thái theo hết, con biết kia này biết kia theo hết. Nhà lên mã sọc vàng. Comment mã sọc vàng. Lên rõ mã chị em nhá. Lên mã sọc vàng. Ôi giời ơi. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Lên mã chữ xanh, màu xanh này xanh lại lại. Chữ xanh. Chữ xanh. Chữ đỏ đô. Đây sẽ mang chị em mình những cái phong ôm này chị em mình thấy nè. Chữ xanh, chữ đỏ đô nhé. Con đang mang hồi nãy có người chú như sao. Để mang cái con cà rất tốt nè. Xanh lạ. Mẹ cầm cho em này, mẹ bỏ xuống kìa. Xanh lạ bỏ xuống kìa. Trời. Đây xanh lạ đây. Xanh lạ đây. Chữ rồi. À không phải, không phải, không phải. Coi ở màu xanh đó phải không? Ủa nãy bỏ xuống đây đâu. Xanh lạ từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ phát sao chứ, không biết ở đâu rồi. Bỏ đâu rồi. Rồi vứt lại con này đi, vứt cái này đi cho em phải. Tự nhiên đem qua bên đó cái rồi, cái để đó mất tiêu rồi. Đảo áo. Chuyện mai có rồi nha. Còn cái xanh lạ đã mất tiêu rồi. Rồi nha, cái này bo rip này. Cái này bo rip lên mã chữ xám, size 55 đổ về cho em chứ ok. 49.000, lên mã chữ xám. Chữ xám 49, ba không cần bỏ một cái vô bao đâu. Thôi chặt nó xong phát vô trong trùng bao luôn. Nha, lên mã chữ xám. Rồi, lên luôn dưỡng mã này là mã lưới đen. Lưới đen á, theo hết. Con này 60 vẫn mang được. Ok, rồi tiếp luôn dùng nguyên con đang mang. Nguyên con size S cho chị em 50 đổ về. Và size XL chị em 60, 2 size đó. Con này là Boris nhưng mà dạng. Dạng của nó là crop top như thế này nè chị em. Cái này chị em mình mít chân váy lên đẹp lắm. Con áo của Nguyên mà chị em mình mít chân váy lên bao đẹp. Để mít cho chị em mình con chân váy. Nhà em đi luôn chị em mình con này luôn. Lên mã này mã lửng. Cảm ơn mã lửng Nguyên có size S 50 đổ về như cỡ tặng người như Nguyên là chị em mình cho ok. Và size XL chị em lấy 60 còn 2 size. Mã này em còn 2 size. Nha em đi luôn cho chị em mình con áo này luôn. Với giá là 49.000 con. Nha lên mã này mã nu nhé. Cảm ơn mã nu dùng Nguyên nè. Đây mít chân váy luôn cho chị em mình xem. Con này mít chân váy cực đẹp. Chữ xám. Size X. Chữ xám với lửng size XL cho chị Nguyễn Hiền. Hai cái luôn, 49.000 nhân 2. 49.000 nhân 2. Ok, XL cho chị Phương Như. Phương Như luôn. Phương Như này. Phương Như này. Đấy, mít chân váy vô, chân váy xòe xòe vô cho nó đẹp nhá. Chị nào lấy mã nu lên nu. Nu có XL và nu size M à, size S thôi. F và M nhá, chị nào lấy nu lên nu giúp Nguyên nhé. Nu 2 size F và XL. Chân váy em đang mang là 89.000. Chỉ còn là nhiều khách về khen quá trần trần luôn. Chân váy S cho Ngọc Nga 89.000. Chân váy mì này là mì đai đỏ nhé chị em mà nó. Đây L nè. Đi chân váy S cho Ngọc Nga. Chân váy ghi lại đã bóc size 6 được. Chân váy em còn 89.000. Trang váy Ngọc Nga CS XL cho Lương Cửu. XL cho Lương Cửu. Con này thì khách khen quá từng chừng luôn rồi. Ở trong của nó là toàn bộ có quần như thế này chị em này. Lương Cửu à. Lương Cửu size XL. Nha, mì nè, mì đây đỏ. Cầm con trang váy này về nặng trịch tay luôn. Nặng trịch tay luôn. Đấy, xếp ly. Trang váy XL chị Nguyễn Hiền. Áo này không biết còn đen để em coi thử. Trang váy CS cho chị Tâm Nguyễn Bixi. Tâm Nguyễn Bixi có nhiều cạp. Nhiều cặp lắm, chị em không chọn cặp. 89.000 con này rẻ. Giờ chị em mình đi vô shop con này bèo nhắc thôi 150.000. 150.000. Nha. Đó này em dồn chứ còn đen. Còn đen, đen có XL. Đen có ML XL.
À quên, đen có M và XL nhé. Đen này Nguyên cũng có hai size M và XL. Trang váy và ghi lại đi ba. Xanh lại chị không biết hồi nãy em bỏ xuống cái bỏ góc ngô. Đào áo cá ghê sợ. Em mới vừa cầm xong. À đây đây đây. Xanh lại hồi nãy cho ai? Hồi nãy. Suka. Suka. Ok. Trang váy size S và size L cho chị Phương Như. Màu đen em còn size M. Hai này bao nhiêu là 49 nghìn. 49 nghìn. Trang váy là 89 nghìn. Áo đen còn size L và áo quên size M và size L. M chị em tầm khoảng 52, XL chị em mình dưới 60. Nha, chị nào lấy mã này. Đây con áo không đăng mà. Nha, lên luôn dùng mã đen kèm size Borip. Borip nhá. Lên đen kèm size. Nha, tôi ngưng chị em mình nè, view XX nè. View XX này ngưng nhá. Nha, chị nào lấy mã đen kèm size luôn dùng em có size M và size XL thôi, hai size. Nha, chị nào lấy mã đen 49 comment lên dùng em. Đen XL chị Nguyễn Hiền. Đây là chị Nguyễn Hiền. Rồi đang ép rồi, đồ. Rồi đang ép lên. Trong váy Trần thì Thanh Văn có rồi. Đang có cả ép, còn con ép thôi. Còn ép, XL và M. Nha, chị nào lấy ép lên ép. Nha, chị nào lấy đen lên đen, phone là phone cà rốt tốt. Chị em nít trong váy cho nó đẹp. Nha. Đang ép thì Đặng Nguyễn Diệu. Đang ép cho Đặng Mỹ Diệu 49 nghìn. Rồi ok. Rồi ngưng like nha chị em mà nói. Ngưng nhá. Ngưng like nha. Rồi nhá. Tắt like chị em mình hè. Hẹn chị em mình ngày mai nha. Ngưng 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 nha chị em mà nói. Bye 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 bye.